Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 55. Chương 541. Hoàng đế nghi ngờ, dùng thập nhị kim bài triệu gấp. Khuynh Thành nghe thế, đôi mắt xinh đẹp nhất thời ngấn nước, làm ra một bộ dáng như đau khổ nói, ngươi nói dối, ta thông minh xinh đẹp như vậy, là nữ hài tử băng thanh ngọc khiết, sao ngươi không thích ta? Tỷ phu, ngươi đừng ngốc nữa, ngươi nghĩ rằng ta không biết tâm tư của ngươi hay sao? Ngươi dám chắc rất muốn cùng ta lên giường. Đáng tiếc, bây giờ còn chưa được, ta trước khi thừa kế được thánh linh không thể cùng ngươi làm chuyện đó được. Bất quá ngươi cứ yên tâm, chờ khi ta thống nhất Giang Sơn, lên làm nữ hoàng, nhất định cho ngươi. Nghe xong lời này, Lưu Phong cũng không nói tiếng nào. Thật là ác quá. Nói như vậy tuyệt đối không phải là lời của em vợ nói với anh dễ a. Cái này là gì? Là dụ hỗ, câu dẫn a. Tốt xấu gì hắn cũng từ xã hội hiện đại đi đến, cho dù tư tưởng đã cởi mở. Nhưng mà chuyện dâm ô như vậy mà tiểu ma nữ nói ra trước mặt cũng không phải lắm a. Cái gì kêu là dâm ô? Khuynh Thành lúc này mới gọi là dâm ô. Được rồi, không nói việc này nữa. Tình yêu phải tự nguyện mới được. Lưu Phong thản nhiên nói, không sai, ta quả thật nghĩ đến cùng nàng lên giường, nhưng mà đó chỉ là dục vọng của nam nhân đối với đàn bà, cũng không phải tượng trưng cho ta yêu nàng. Muốn làm đàn bà của ta, trừ phi ta thật sự yêu thương nàng. Khuynh Thành hừ một tiếng, sư tôn ta nói đúng, nam nhân là một nữ thú vật. Nhưng mà ta nghe lời ngươi, ta sẽ làm cho ngươi yêu ta. Ta sẽ không thua kém tỷ tỷ Khuynh Quốc đâu. Dừng lại một chút, Khuynh Thành đột nhiên đắc ý nói, sư tôn nói qua, dung mạo ta cũng không thua kém so với tỷ tỷ, ngươi háo sắc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thích ta thôi. Có đúng vậy không? Lưu Phong không nghĩ thế, chờ xem đi. Khuynh Thành bất chấp, nhún vai nói, sư tôn nói qua, nam nhân cho dù lợi hại cũng không thoát khỏi sự ôn nhu của đàn bà. Tỷ phu, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đối tượng mà ta theo đuổi. Lưu Phong thật muốn ngửa mặt lên trời la lớn, nha đầu kia thật dâm ô quá mà. Em vợ mà dám nói với tỷ phu như vậy. Ít nhất Lưu Phong hai kiếp làm ngươi lần đầu tiên cũng gặp phải tình huống như thế này. Khuynh Thành mở to đôi mắt, cười cười mờ ám, tỷ phu, để tiểu muội giúp tỷ phu xoa bóp. Xoa bóp, nàng không sợ ta xử nàng sao? Lưu Phong cười thô bỉ nói. Không sợ, ta có cái này. Nói xong trên tay Khuynh Thành xuất hiện một thanh chủy thủ lạnh lẽo. Đây là Châu Nhi, nếu ngươi dám dùng vũ lực với ta, nó sẽ cắt đứt tiểu đệ đệ của ngươi. Châu Nhi, Lưu Phong nao nao, lập tức hiểu được một chút, ma giáo truyền thường mấy ngàn năm, thực lực quả thật không thể coi thường. Nếu hắn đoán không sai, trên tay Khuynh Thành hẳn là một thanh thượng cổ thần binh có ý thức. Từ phẩm chất mà nói, tuyệt đối không thua Hạo Thiên kiếm của mình. Hơn nữa Khuynh Thành tựa hồ đã cùng chủy thủ đó đạt đến trạng thái tâm ý tương thông, so với hắn còn muốn tốt hơn. Lưu Phong và kiếm linh của Hạo Thiên kiếm cũng không có câu thông gì. Hơn nữa kiếm linh tính tình khó chịu, gặp đối thủ yếu thì không bao giờ xuất thủ. Khuynh Thành muội tử, nàng quả nhiên lợi hại, lại có thượng cổ thần binh, ta thiếu chút nữa là đi tong rồi. Lưu Phong điềm nhiên cười nói, tỷ phu, nhãn quan của ngươi cũng không tầm thường, bây giờ ngươi đã biết là không thể khi dễ ta rồi sao? Khuynh Thành cười hắc hắc, đắc ý hoa hoa thanh chủy thủ trên tay. Lưu Phong thật bực mình a, đàn bà thật không nói lý lẽ a. Rõ ràng là nàng muốn câu dẫn mình, bây giờ lại đổ trên đầu hắn. Ma nữ quả là ma nữ tỷ phu, nếu ngươi muốn cùng ta trên giường, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Khuynh Thành nháy mắt một cái, lời nói thật câu dẫn. Nếu ngươi có thể giúp ta do thám từ tỷ tỷ xem thánh linh đang ở nơi nào, chờ khi ta và thánh linh dung hợp, ta sẽ thỏa mãn dục vọng của ngươi. Thế nào? Cảm nhận được trong ánh mắt của tiểu nương bì này mình chỉ là một sắc lang a, Lưu Phong bực mình nhếch miệng nói, thánh linh là chuyện của ngươi, ta không quan tâm. Còn nữa, ta không muốn chơi ngươi ha, ta không thiếu đàn bà. Khuynh Thành liếc nhìn Lưu Phong một cách mờ ám, ra vẻ tạo dáng phơi bày các đường cong lả lướt, cười nói, tỷ phu, ta tu luyện chính là mỹ thuật của thánh giáo, công phu trên giường tuyệt đối là không có đối thủ a. Nam nhân các ngươi, dám chắc là thích lắm. Tội lỗi, tội lỗi. Lưu Phong quyết định phải đi thôi, một cô em vợ mở miệng, ngậm miệng lúc nào cũng đàm luận chuyện trên giường với tỷ phu. Thật là quá bất nhã, thậm chí có chút vô đạo đức a. Lưu Phong khoát tay, Khuynh Thành muội tử, tỷ phu ngươi còn có chuyện,
ta đi trước đây. Nhìn bóng lưng của Lưu Phong, khóe miệng Khuynh Thành hiện ra một nụ cười tự tin nói, tỷ phu, ngươi sớm muộn gì cũng thuộc về ta. Tỷ phu, nghĩ kỹ cũng khiến cho mình thấy hưng phấn a. Nếu không phải vì thánh linh, ta thật rất muốn cùng ngươi lên giường a, thử một chút vị của trái cấm xem thế nào. Khuynh Thành phát ra ý nghĩ dâm ô. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi sẽ không thực sự yêu thích tên xú tiểu tử đó chứ? Hàn quang chợt lóe, Châu Nhi hóa thành hình người xuất hiện trước mặt. Khuynh Thành lắc đầu cười nói, ta cũng không biết, tóm lại ta thấy rất là kích thích a. Còn có tỷ tỷ gì đó của ta nữa, ta nhất định phải cướp hắn. Ngươi nha, kỳ thật Khuynh Quốc tỷ tỷ đối với ngươi cũng không tệ, ngươi không phải lúc nào cũng nhắm vào nàng ta. Được rồi, sư tôn hương quân của ngươi đã hiểu ý ngươi chưa? Nàng muốn mượn tay Lưu Phong để giúp hai tỷ muội các ngươi hòa hảo lại. Châu Nhi phân tích. Khuynh Thành vẻ mặt không vui, hừ một tiếng, ta sẽ không hòa hợp cùng hắn, cái gì của nàng ta trước kia ta đều chiếm đoạt, bây giờ mục tiêu lớn nhất của ta là chiếm đoạt nam nhân của nàng ta, chỉ cần tỷ phu yêu thương ta, thế, lực của hắn cũng thành của ta, đến lúc đó thái thượng lão tặc đó, ta cho hắn một màn đẹp mắt. Ha, ha, Châu Nhi, ngươi nói ta có quá thông minh không? Châu Nhi lắc đầu nói, không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Bởi vì Lưu Phong phải tài trợ quân lương, trong vòng mấy tháng Hoa Hạ Đại Đế đã tập kết được 60 vạn đại quân, mọi việc đã được chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, chuẩn bị ngự giá thân trình. Kinh đô thì có Tĩnh Vương ra trấn giữ, hắn cũng không lo lắng gì. Chỉ là gần đây khắp nơi truyền đến tin tức rằng thế lực của Lưu Phong tại Phong Thành bành trướng cấp tốc, tổng binh lực đã vượt quá 10 vạn rồi. Hơn nữa thần thánh quân đoàn đã hơn 2 vạn, đã trở thành một đạo quân thần thoại bất khả chiến bại. Căn cứ theo thống kê, cư dân Phong Thành trước không đủ 100 vạn, giờ đã hơn 150 vạn rồi. Nói cách khác, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Phong Thành đã thu hút hơn 50 vạn dân chúng. Hơn nữa bây giờ nạn dân, lưu dân, thậm chí một số nông dân, thương nhân đều muốn đến Phong Thành. Vốn trước là tử địa, giờ trong tay Lưu Phong lại biến thành bảo địa. Mặt khác, Phong Thành cũng không dựa theo chế tài của lão hoàng đế mà phát triển. Nhưng thế lực hắn lại phát triển rất nhanh. Điều này làm cho nhiều người đứng ngồi không yên. Lão hoàng đế đầu tiên tỏ ý không vui, tiểu tử này có dã tâm, không thể ngồi yên mặc cho hắn lớn mạnh. Đông cung cũng không vui, vốn hoàng thái tôn đối với Lưu Phong cực kỳ thù ghét, bây giờ thế lực của hắn lại lớn mạnh, trong lòng vạn phần không muốn. Hắn thật muốn phái người chém rơi đầu Lưu Phong, nhưng mà thái tử phi chết sống cũng không cho. Yến vương tự nhiên cũng không vui rồi, quái tăng đạo diễn đã sớm xem Lưu Phong là rồng trong ao. Bây giờ tình huống này đã chứng minh được rồi. Hơn nữa hắn còn có một ý nghĩ thâm sâu, đó là về thân thế Lưu Phong. Hắn từng lặng lẽ theo dõi qua lão bằng hữu Trương Thiên Sư, phát hiện một chút manh mối. Mặc dù manh mối cũng không chỉ ra điều gì, nhưng ít nhất hắn đã nhìn ra một chút mấu chốt. Đương nhiên, nếu không có chứng cứ chứng minh, đạo diễn cũng không dám trước mặt Yến Vương nói bậy. Lưu Phong quật khởi ngay cả Túc Vương cũng không vui. Nhìn từ bề ngoài, Lưu Phong và Túc Vương không thù không oán, hắn không nên như vậy à, nhưng mà trên thực tế thì không phải như thế. Túc Vương cũng có dã tâm, mục tiêu của hắn cũng là cái hoàng ngai đó. Hắn biết Lưu Phong đối với cái ngai vàng đó cũng có hứng thú, cho nên hắn không hy vọng thế lực Lưu Phong lớn mạnh. Vì như vậy chỉ tạo ra khó khăn cho hắn hơn khi chiếm đoạt ngai vàng thôi. Mặc dù hắn đã được ân huệ của bệ hạ, nắm giữ thất sát quân đoàn, trong tay nắm đại quân, nhưng hắn vẫn không hy vọng thế lực Lưu Phong lớn mạnh. Túc Vương có một loại trực giác rằng Lưu Phong trong tương lai sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của hắn. Theo suy nghĩ của hắn, Lưu Phong quả thật cao thâm khó lường. Không giống với các người khác, Tĩnh Vương ra đối với sự quật khởi của Lưu Phong trong lòng rất là vui vẻ. Ngày đó nghe được tin tức, hắn thậm chí một mình uống rượu, luôn miệng thốt lên vài tiếng, hảo, hảo. Đương nhiên, tâm tư của Tĩnh Vương cũng không dám để lộ ra ngoài. Cứ như thế, mọi người đều bất mãn hắn, Lưu Phong bị lão hoàng đế dùng đến thập nhị kim bài triệu hồi về kinh đô. Vốn Diệp Văn Lý, Tần Vĩ Bác, Phó Lưu Vân mấy người không đồng ý cho Lưu Phong quay về kinh đô. Nhưng mà Lưu Phong đã quyết định, hơn nữa hắn thập phần tin tưởng, cho nên ai cũng không ngăn được. Vừa đến kinh đô, Lưu Phong liền tiến cung diện thánh. Ái Khanh, không nghĩ đến ngươi nhanh như thế đã trở về. Trên đường nhất định rất khổ cực. Hoa Hạ Đại Đế cười cười nhìn Lưu Phong. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, khổ cực con mẹ gì. Lão tử ngồi trên thần điểu,
dọc đường ngắm xem phong cảnh, khoái hoạt còn chẳng hết, khổ cực cái gì. Bệ hạ dùng kim bài triệu hồi, vi thần tất nhiên không dám chậm trễ. Lưu Phong có chút khiêm cung đáp: Ái khanh, nghe nói ngươi ở Phong Thành quản lý rất tốt, cường đạo đoàn, đạo tặc đoàn đều đã bị ngươi trừ hết 5-6 phần rồi, thật là không đơn giản à. Lão hoàng đế híp mắt nhìn Lưu Phong, vẻ mặt vui vẻ cười, Phong Thành luôn luôn là trọng điểm của Hoa Hạ đế quốc, cũng là tâm bệnh của trẫm. Ái khanh đến đó có mấy tháng, có thể chỉnh đốn như vậy, thật sự là làm cho trẫm rất vui mừng à. Lưu Phong trong lòng thầm mắng: Hừ, mẹ kiếp, ngươi cho lão tử là kẻ ngốc sao? Phong Thành từ khi nào được xem là trọng điểm của Hoa Hạ đế quốc? Trước khi lão tử đi, ai không nói Phong Thành là nơi khỉ ho cò gáy, là tử thành. Giờ chứng kiến nó khởi sắc, đã muốn chiếm tiện nghi rồi. Đều là nhờ có hoàng ân của bệ hạ. Lưu Phong tùy tiện ứng phó một câu: Ha, ái khanh nói phải. Lão hoàng đế cười ha hả. Sắc mặt trầm xuống: Ái khanh, mặc kệ như thế nào, ngươi lần này đã lập công lớn, trẫm chính là vẫn câu nói đó, có công tất thưởng. Lão hoàng đế vừa nói dứt xong, liền có thái giám đứng ra tuyên chỉ. Chỉ ý cũng không quan trọng gì, đầu tiên là một vài câu nói nhảm. Sau đó là cái gì ban thưởng cụ thể, cái gì hoàng kim châu báu, một đôi, gì đó. Lưu Phong cũng không quan tâm, nếu đổi thành bạc, phỏng chừng không đến 5 vạn lượng, còn không bằng Lưu Phong cung cấp quân hướng, không đáng chút nào. Lưu Phong ra dáng khiêm kính tiếp nhận, tạ chủ long ân, sau đó đứng ở một bên, nhìn xem lão hoàng đế cuối cùng có âm mưu gì. Ái khanh, nghe nói chiến thắng của ngươi đều do công của thần thánh quân đoàn. Lão hoàng đế rốt cuộc đã đi vào chính đề. Lưu Phong thầm kinh hãi, thầm nghĩ xem ra đây chính là trọng tâm mà lão hoàng đế quan tâm đây. Bệ hạ minh giám, thần thánh quân đoàn số lượng không đến 2.000 người, đích xác quả thật chiến thắng vài lần, nhưng mà cũng không phải thần kỳ như lời đồn đại ở bên ngoài đâu. Lưu Phong bình tĩnh nói. Lão hoàng đế mỉm cười nói: Ái khanh, trẫm đối với thần thánh quân đoàn cảm thấy rất hứng thú. Viễn Trinh cũng sắp chuẩn bị xong, bây giờ vừa lúc thiếu một đạo binh tinh nhuệ. Theo ta thấy, chi bằng ngươi đem thần thánh quân đoàn sát nhập với quân Viễn Trinh của đế quốc đi nha, ý ngươi thế nào? Mẹ kiếp, lão hoàng đế này đúng là hắc ám, câu nói đầu tiên đã muốn nuốt lão tử rồi. Lưu Phong âm thầm hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: Bệ hạ, chỉ còn con 2.000 tướng sĩ, như thế nào có thể đảm đương làm quân tiên phong cho đại quân Viễn Trinh? Hơn nữa thần thánh quân đoàn của vi thần đừng thấy tên nó uy phong như vậy, trên thực tế mới lập chưa đầy vài tháng. Đánh tiểu phỉ thì còn được, nếu đem ra đại chiến, phỏng chừng không thích hợp. Vi thần không muốn làm chậm trễ tiến độ Viễn Trinh của bệ hạ. Vi thần nghĩ rằng thần thánh quân đoàn căn bản không có tư cách tham gia đại quân Viễn Trinh, thỉnh xin bệ hạ minh giám. To gan, Lưu Phong, ngươi dám cải lại thánh chỉ của bệ hạ sao? Lời này vừa thốt ra, trong điện nhất thời ồn ào xôn xao. Cơ hồ tất cả đại thần đều trách cứ hành vi kháng chỉ của Lưu Phong, mấy tên quan viên đại lý thậm chí còn mắng chửi, nói phải bắt giữ Lưu Phong. Lão hoàng đế tựa hồ rất hài lòng với tình thế này, đối mặt với sự hỗn loạn của chư vị đại thần cũng không cấm chế gì, chỉ bình tĩnh quan sát. Lưu Phong đảo mắt nhìn một vòng, âm thầm mắng chửi bọn ăn theo này. Đám người này đều mắc bệnh nặng, vị tướng quân này, xin hỏi ngươi là ai? Bệ hạ còn chưa nói cái gì, ngươi lại sủa cái gì thế? Bệ hạ chỉ là đề nghị mà thôi, không phải là đã hạ thánh chỉ. Ngươi dựa vào đâu nói ta kháng chỉ? Ngươi thật là có miệng thì sủa, không xem uy nghiêm của bệ hạ ra gì, đó mới chính là coi rẻ bệ hạ. Lưu Phong khó chịu nhìn thoáng qua Trầm Lộ Viễn. Trầm Lộ Viễn tức giận hừ lên một tiếng, thân là thần tử, nên có giác ngộ. Ý muốn của bệ hạ chính là thánh chỉ. Lời này vừa nói ra, một số võ tướng do hắn cầm đầu cũng nhất thời đồng ý, trong đại điện lại rơi vào hỗn loạn. Lưu Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, đảo mắt một vòng nói: Các vị đại thần, nơi này không phải đại điện, không phải là cái chợ, các ngươi là quan viên đế quốc, cũng không phải là người đi chợ. Xem bộ dáng của các ngươi hiện tại còn ra thể thống gì nữa? Lưu Phong những lời này hàm chứa nguyên anh lực, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng mà từng lời, từng chữ đều truyền đến lỗ tai từng người. Bệ hạ bớt giận. Hắc Vân cảm thấy Lưu Phong trên người đã phát ra một cỗ sát khí, sợ rằng hắn tức giận rồi bất kể hậu quả giết người. Câm miệng hết cho ta. Lão hoàng đế quát lên một tiếng, nhìn bộ dạng các ngươi kìa, còn ra thể thống gì nữa? Lão hoàng đế tức giận, tất nhiên các vị đại thần không dám phóng tứ nữa, vội vàng ngậm miệng lại.
Quay đầu lại, lão hoàng đế liếc mắt nói với Lưu Phong đầy thâm ý, Lưu Ái Khanh, chuyện thần thánh quân đoàn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lại hay sao? Có lẽ trên chiến trường chính thức, đối với một quân đoàn cũng rất tốt à. Lưu Phong thấy lão hoàng đế vẫn chưa từ bỏ ý định, cười nói, bệ hạ, để vi thần giải thích. Không phải vi thần không nể mặt người, chỉ là chiến đấu lực của thần thánh quân đoàn vi thần là người hiểu rõ nhất, căn bản không thích hợp viễn chinh. Viễn chinh là thiên thu đại nghiệp của bệ hạ, nếu bởi vì thần thánh quân đoàn mà hủy mất nghiệp lớn của bệ hạ, vi thần sẽ trở thành tội nhân thiên cổ a. Theo ý vi thần, thần thánh quân đoàn trước mắt chỉ có thể ở tại Phong Thành tiêu trừ thổ phỉ. Giống như bệ hạ nói, Phong Thành là trọng điểm của Hoa Hạ đế quốc, thần thánh quân đoàn cũng là phục vụ đế quốc, không phải như vậy sao? Lão hoàng đế nghe thế, trong mắt ánh lên vài tia tức giận, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, Ái Khanh nói cực kỳ chí lý. Bất quá ở đâu cũng đều phục vụ đế quốc. Bỏ đi, thần thánh quân đoàn cứ tiếp tục tại Phong Thành tiêu trừ thổ phỉ đi. Lão hoàng đế mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể chỉ vì 2.000 quân mà trở mặt với Lưu Phong. Không nói chuyện Lưu Phong vừa mới giao cho mình 600 vạn lạng bạc, chỉ với thực lực của hắn mình cũng phải cố kỵ. Hơn nữa lão cũng chưa gặp qua thần thánh quân đoàn, bất quá chỉ nghe qua giang hồ đồn đại, vạn nhất lời đồn không thật. Làm chậm trễ kế hoạch viễn chinh, thật sự là ngu ngốc a. Giao phong hiệp một đã qua, lão hoàng đế đã thất bại không? Một. Bất quá lão hoàng đế cũng không vì thế mà buông tha. Phong Thành quật khởi là sự thật, hắn tuyệt đối không thể ngồi nhìn. Nhưng mà lúc trước hắn từng hứa hẹn qua cho Lưu Phong quyền độc lập, tự chủ. Bây giờ lại muốn nhúng tay vào. Ái Khanh, nghe nói ngươi gần đây thu rất nhiều nạn dân, lưu dân. Lão hoàng đế vẫn híp mắt, mỉm cười nói chuyện với Lưu Phong. Cười cái gì? Nhìn bộ dáng của ngươi là biết bất hảo rồi. Lưu Phong gật gật đầu nói, các nơi phỉ đạo như kiến, chiến tranh không ngừng, dân chúng đã rất khổ sở rồi. Vi thần thật sự không đành lòng cho dân chúng khổ sở, lúc này mới thu dụng bọn chúng. Chỉ là Phong Thành đất đai tuy lớn, nhưng mà lại quá cằn cỗi, không dối bệ hạ. Phong Thành bây giờ bề ngoài nhìn còn chút phong quang, nhưng mà thực chất bên trong đã mục nát, cư dân mỗi ngày cũng chỉ đủ no. Vi thần bạo dạn thỉnh bệ hạ viện thủ cho Phong Thành một ít lương thực để giải nguy hạ. Lão hoàng đế nghe thế khóc cười không xong. Tiểu tử này quả nhiên giải hoạt, bản thân mình còn chưa nói gì, hắn đã than khóc trước rồi. Hừ hừ, vật thực cho 50 vạn nạn dân ư, lão hoàng đế không xuất được. Nạn dân trong mắt của lão là cái thá gì, muốn chết thì chết. Hắn chữ lương thực để cho đại quân viễn chinh, sẽ tuyệt đối không xuất ra lương thực để cứu tế nạn dân. Ái Khanh, ngươi thu lưu nạn dân là việc đại thiện, vốn trẫm rất muốn trợ giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng biết viễn chinh sắp đến, trẫm bây giờ không có vật thực dư thừa a. Lão hoàng đế cười nói, Phong Thành mặc dù là trọng trấn của Hoa Hạ đế quốc, nhưng mà cũng phải phân nặng nhẹ. Hơn nữa mọi chuyện ở Phong Thành đều giải cho ngươi là chủ công nghĩ biện pháp đi nha. Hảo, lão tử là muốn ngươi nói ra những lời này. Lưu Phong trầm sắc mặt lại nói, bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định đem hết toàn lực nghĩ biện pháp. Bây giờ viễn chinh mới là đại kế, vi thần sẽ không làm cho người phải lo lắng. Tốt, Ái Khanh thật là tốt. Lão hoàng đế ngoài miệng cười cười, nhưng trong lòng khổ sở a. Vốn muốn triệu Lưu Phong hồi kinh là muốn được cái gì, kết quả là một chỗ tốt cũng không có a. Vô pháp rồi, ai biểu Lưu Phong chiếm lý làm chi? Lão hoàng đế không thể làm gì được. Bất quá hắn vẫn còn chưa buông tha, Ái Khanh, Phong Thành hôm nay phát triển như vậy, trẫm mặc dù tài lực, vật lực không giúp gì được cho ngươi, nhưng mà có thể phái thêm nhân thủ trợ giúp ngươi. Như vậy đi, để phối hợp giết cường đại, trẫm quyết định phái ra 20 vạn long vệ quân tiến vào Phong Thành để tiêu trừ tiểu phỉ. Mẹ kiếp, lão già này quả nhiên âm hiểm, một kế không xong lại bày ra kế khác. Nói là muốn tiêu trừ tiểu phỉ ư, ai lại không biết ngươi muốn lấy long vệ quân giám thị, kiềm chế ta. Dù biết rõ âm mưu, nhưng mà Lưu Phong vẫn phải tạ ơn. Chương 542, đại sự bất ổn, Tố Tố đã phát hiện rồi. Nói cho cùng thì ngươi cũng là quan viên của Hoa Hạ đế quốc, Phong Thành cũng nằm trong ranh giới của Hoa Hạ đế quốc, người ta là hoàng đế. Phái binh cho ngươi, ngươi cũng không thể cự tuyệt a. Khuôn mặt lão hoàng đế có chút không hài lòng, hưng mà cũng không thể nào khác. Chuyện thần thánh quân đoàn Lưu Phong có hàng trăm lý do để cự tuyệt, nhưng mà có long vệ quân đóng trú tại địa phương của Lưu Phong, nếu hắn hé ra nữa câu cự tuyệt, tức là ý đồ mưu phản.
Lưu Phong bất đắc dĩ lắm đành phải đáp ứng, hơn nữa cao giọng tung hô vạn tuế. Bất quá khi nghĩ kỹ lại, hắn cũng không nghĩ đây là chuyện xấu. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Vệ quân năm đó đều do Thái tử chỉ huy, là quân đội của Thái tử. Lưu Phong thấy vậy, có thể chọn thời điểm thích hợp chứng minh cho Long Vệ quân biết được thân phận thích hợp của mình, nói không chừng có thể thu cả được đội quân này. Đến lúc đó thực lực của mình gia tăng cường đại A. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện sau này. Bây giờ làm sao hắn chứng minh, tỏ bày thân phận được, đây mới là vấn đề nan giải. Đây là vấn đề nan giải, ta bị lão thiên hại chết rồi. Lưu Phong hiểu được cần phải đi tìm Tu Duyên nói chuyện, không biết tiểu tử này trong lòng hoàng đế có cân lượng nào không. Hắn nếu muốn trước mặt lão hoàng đế nói thay cho mình, nhờ hắn chứng tỏ thân phận thật sự của mình, kỳ thật cũng được a. Lão thiên sư trước khi chết đã gửi một phong thư kêu mình mang đến cho hắn. Lần trước nếu không phải Tĩnh Vương gia nhắc nhở, phỏng chừng hắn cũng đã quên luôn rồi. Lưu Phong định hôm này đích thân mang đến, tiện thể xem Tu Duyên có phản ứng như thế nào luôn. Lão hoàng đế không được tiện nghi gì, cuối cùng cũng phải đem Long Vệ quân để khống chế, trong lòng ít nhiều cũng có một chút an tâm. Sau khi bãi triều, Lưu Phong cũng không có xuất cung, mà lại lẻn vào hậu cung để gặp Tố Tố và Ân Quý Phi. Từ khi đến Phong Thành, Lưu Phong mấy ngày nay đã không gặp mặt các nàng rồi. Lúc này nhân cơ hội đến xem thê tử yêu quý cùng cô thân ái thế nào. Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn. Lời này thật không sai à. Lưu Phong cùng Tố Tố mấy tháng không gặp, vừa thấy mặt nhất thời đã cùng một chỗ. Nhất là Lưu Phong, hắn nhanh chóng ôm chặt Tố Tố, miệng hôn khắp nơi trên mặt nàng, chỉ thiếu điều chưa lột sạch quần áo nàng thôi. Ân Tố Tố hơi dãy dụa một chút, nhưng cả người vô lực, thở dốc run run giọng nói, phu quân, chậm chút, đừng để cho cô và Lâm Lang thấy, không có việc gì. Lưu Phong đã sớm phát hiện, khi hắn tiến đến chỗ của Tố Tố, Lâm Lang và các cung nữ, thái giám xung quanh đã đi ra ngoài, nơi này còn ai dám quấy rầy nữa. Ân Tố Tố vừa mừng vừa thẹn, chỉ nói thật nhỏ, nói hắn tốt xấu gì cũng không nên làm ngay giữa ban ngày như thế. Phu quân, chờ thiếp ra đóng cửa đã. Âu yếm cả nửa ngày trời, giờ này Tố Tố mới phát hiện còn chưa đóng cửa, không khỏi nhịn được mặt đỏ bừng bừng, dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay Lưu Phong, chạy ra đóng cửa lại. Ân Tố Tố đi đến, thấp giọng nói, phu quân, giờ này là ban ngày, hay là chúng ta đợi đến ban đêm? Lưu Phong một tay ôm Tố Tố vào lòng, khẽ nói, không được, không quan là trời sáng hay tối, chúng ta ân ái đi Tố Tố. Thời gian không còn nhiều nữa, lần này ta quay lại sợ rằng ở lại không được vài ngày. Kiến thiết Phong Thành vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều chuyện ta phải về làm gấp. Đợi vài ngày nữa, thế cục bên kia ổn định, ta nhất định đem các nàng cùng đến. Lúc đó, chúng ta có thể mỗi ngày ở chung với nhau. Ân Tố Tố miệng khẽ chu ra, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng. Phu quân, Tố Tố mỗi ngày đều nhớ chàng, chàng có thể lưu lại vài ngày không? Lưu Phong cười ôn nhu nói, Tố Tố, lần này thì không được, nàng đợi ta vài ngày nữa được không? Tố Tố nhu thuận gật đầu, khẽ đi đến giường, bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm áo trên người xuống. Hướng về Lưu Phong nói, phu quân, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng a, chàng còn không lại sao? Lưu Phong thấy Tố Tố chủ động cởi bỏ quần áo, trong lòng nhất thời rúng động, đi nhanh về phía trước, ôm chặt lấy nàng đặt trên giường, hai tay không ngừng vuốt ve những bộ vị mẫn cảm trên cơ thể nàng. Tố Tố nhẹ nhàng, khẽ khẽ thở dồn dập, nằm ở trên giường hưởng thụ cảm giác kích thích mà nam nhân tạo ra cho nàng. Phu quân, chàng mau ân ái với Tố Tố đi. Tố Tố ngày nào cũng nghĩ đến việc ân ái với chàng. Mấy tháng không gặp, dục vọng của Tố Tố đã bị đè nén đến mức không chịu được rồi. Lưu Phong cười hắc hắc, vội vàng tách hai chân của nàng ra, mạnh mẽ đâm vào. A, à, Tố Tố rên lên một tiếng thật o, khuôn mặt kiều diễm giờ đây đỏ bừng, vẻ mặt kích tình hưng phấn, toàn thân trắng muốt giờ lấm tấm mồ hôi khắp nơi. Đôi tay ngọc gắt gao ôm chặt cổ hắn, toàn thân không ngừng vặn vẹo phối hợp nhịp nhàng với nhịp ra vào của Lưu Phong. Liên tục nửa ngày trời, hai người đổi biết bao nhiêu tư thế, Ân Tố Tố lúc này thở dốc, hai tay buông lỏng, để cho Lưu Phong trên người nàng dã tới. Nàng nằm ngửa mặt lên trời, chỉ biết thở hổn ha hổn hển, miệng liên tục thoát ra những âm thanh kích thích. Đợi đến lúc hai người mặc xong quần áo đi ra, thì mặt trời cũng đã lặn. Hầu gia, tiểu thư, nương nương đã chuẩn bị rượu thịt, mời hai vị đến dự. Sau khi xuất môn, vừa lúc đang muốn ăn, lại gặp Lâm Lang mời. Lâm Lang thấy vẻ mặt Tố Tố đỏ ửng,
lại nghĩ đến âm thanh rên rỉ lúc nãy, âm thầm sợ hãi khiếp sợ trước thần uy của Hầu gia. Trong lòng mong muốn, thật muốn cho Hầu gia xử nàng một phen không thương tiếc a. Phong Nhi, Tố Tố, các người đến đây. Đối với sự có mặt của Lưu Phong, Ân Quý Phi cũng cao hứng phi thường. Ba người sau khi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói, thật vui vẻ, hạnh phúc giống như một gia đình ba người bình thường vậy. Phong Nhi, Tố Tố, các ngươi cùng lão thái bà ta ăn cơm, nói chuyện phiếm với nhau, làm ta thật là vui vẻ, ta trong lòng chưa bao giờ vui vẻ như thế này. Ân Quý Phi hạnh phúc nói. Lưu Phong nhẹ giọng nói, cô nói đùa rồi, nhìn qua người còn rất trẻ và xinh đẹp à. Ân Quý Phi sợ Lưu Phong nói ra những lời không thích hợp, vội vàng ngắt lời, Phong Nhi miệng mồm ngày càng dẻo a, Tố Tố thật là có phúc. Tiệc tùng cũng đã chấm dứt, Lâm Lang mang theo cung nữ dọn dẹp thoái lui, Tố Tố lúc nãy có chút điên cuồng quá mức, giờ phút này hạ thể cũng cảm thấy có chút bất ổn, hơn nữa cũng có chút ướt át. Đành phải hướng tới Lưu Phong và Ân Quý Phi xin về phòng ngủ trước. Chỉ để lại Lưu Phong và Ân Quý Phi hai người tiếp tục ở lại bàn tiệc. Phong Nhi, gần đây kinh đô với ngươi rất nhiều đàm tiếu, ai cũng nói ngươi thực lực phát triển mạnh mẽ tại Phong Thành, nói ngươi có dã tâm. Ân Quý Phi nhẹ giọng nói, bệ hạ tựa hồ đối với ngươi cũng đã nghi ngờ, ngươi nên cẩn thận một chút. Lưu Phong gật đầu, lập tức cười nói, cô yên tâm, bệ hạ vừa mới được một chút lợi ích từ ta nghĩ hắn sẽ không ra biện pháp gì thất sách với ta đâu. Bệ hạ, người bây giờ càng lúc làm cho ngươi ta nhìn không thấu. Ngươi chính là phải cẩn thận một chút, Ân Quý Phi thành thật khuyên. Hai người cứ tiếp tục như vậy, bàn chuyện đại sự của triều định, sau một chút dần dần trở nên có chút xấu hổ. Ân Quý Phi nhìn xung quanh không người, cố gắng thu dũng khí nói, Phong Nhi, mấy ngày nay ngươi có nhớ ta không? Lưu Phong mỉm cười nói, đương nhiên là có rồi. Cô, người không tin ư, ta thật sự thường xuyên nhớ đến người mà. Lưu Phong trầm mặt lại, nghiêm túc nói, cô, ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi khi Phong Thành kiến thiết ổn định hết thảy, ta nhất định mang người rời khỏi Hoàng Cung. Để người an ổn ở Phong Thành. Ân Quý Phi nghe thế, sắc mặt vui vẻ nhưng lập tức lại xịu xuống, Phong Nhi, ngươi trong lòng nghĩ đến cô là đã đủ rồi. Chỉ là ngươi nói muốn dẫn ta rời đi, chuyện này vạn nhất không thể. Ta thủy chung là phi tử của hắn, nếu ngươi dẫn ta đi, chẳng lẽ cô không thể xa rời cuộc sống nhung lụa ngọc ngà này sao? Lưu Phong cắt đứt lời nàng, lạnh nhạt hỏi, không phải, đương nhiên không phải. Ân Quý Phi nóng nảy, vội vàng giải thích, Phong Nhi, ta đương nhiên rất muốn rời đi, nhưng mà nếu ngươi dẫn ta đi, như thế bệ hạ sẽ tức giận. Đối với ngươi sẽ bất lợi, cô yên tâm, đến lúc đó ta sẽ lén lút mang người rời đi. Lưu Phong cười nói cách khác, ta sẽ bí mật dẫn người đi, không ai biết là ta làm đâu. Ân Quý Phi nghe thế, trong lòng nhất thời yên tâm không ít, thậm chí có vài phần chờ mong, Phong Nhi, làm như thế có được không? Không có vấn đề gì, Lưu Phong tự tin nói, cô, người yên tâm, mọi việc người không cần lo lắng, cũng không nên nghĩ đến làm gì. Chuyện này cứ giao cho ta xử lý. Phong Nhi, ngươi đối với ta thật tốt. Ân Quý Phi có chút thở dài nói, nhưng mà ta không thể giúp gì được cho ngươi, hơn nữa lại. Lưu Phong thấy Ân Quý Phi thương tâm, trong lòng nhìn không được, liền vương tay nắm lấy ngọc thủ của nàng, sơ soạn tay nàng, thật ấm áp, mềm mại, tuyệt vời vô cùng. Ân Quý Phi sắc mặt đỏ lên, vội vàng nhìn xung quanh tứ phía, muốn rút tay lại nhưng lại bị Lưu Phong nắm chặt, không thể rút ra được. Phong Nhi, đừng như vậy, vạn nhất bị Tố Tố thấy được thì không tốt. Cũng giống với Tố Tố, Ân Quý Phi cũng bị dục vọng đè nén trong mấy tháng, nàng phi thường khát vọng cùng Lưu Phong điên đảo, nhưng mà trong lòng lại cố kỵ Tố Tố, nên thập phần mâu thuẫn. Cô, không sao đâu, Lưu Phong đột nhiên bạo dạn hỏi. Ân Quý Phi trong lòng thất kinh, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn. Tuy nhiên nàng trong lòng quả thật cũng rất thích. Cô, đừng lo lắng, Tố Tố đã đi nghỉ ngơi rồi. Lưu Phong đi lại, mạnh dạn ôm Ân Quý Phi vào lòng, bàn tay đã đặt lên bộ ngực to lớn, mềm mại, đàn hồi của nàng. Chỉ mới sơ soạn một hồi, ánh mắt của Ân Quý Phi đã mơ hồ, hương thơm tỏa ra ngây ngất. Lưu Phong thấy thế mừng rỡ, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của Ân Quý Phi, cúi đầu hôn lên môi nàng. Ân Quý Phi bị Lưu Phong tấn công, liền hưng phấn, kích thích. Nàng cảm giác được hồn minh như đang bay bổng trên mây. Thật là hấp dẫn, Lưu Phong một mặt như muốn nuốt lấy mùi thơm quyến rũ thoát ra từ đôi môi mềm mại của nàng, một mặt siết chặt lấy thân thể hấp dẫn. Bàn tay không ngừng du ngoạn trên đôi gò ngực bạo mãn,
biến chúng thành muôn ngàn hình dạng khác nhau. Ân Quý Phi bị kích thích dãy giụa, vặn vẹo thân thể khắp nơi, nhiệt tình đáp ứng Lưu Phong. Không lâu sau, hai thân thể tách ra, Ân Quý Phi trong miệng đã thoát ra một tiếng rên rỉ, thân hình nóng bỏng không ngừng run lên, hai chân mở ra, khiến cho thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy. Dần dần, nàng thậm chí đã quên rằng giờ phút này hai người đang hành sự ở đại sảnh. Lưu Phong mặc dù vừa cùng Ân Tố Tố ân ái cách đây không lâu, nhưng mà sự ham muốn đối với thục nữ này cũng rất mãnh liệt. Mặc kệ vấn đề tuổi tác, hắn chỉ biết làm sao để Ân Quý Phi được ở bên cạnh nàng. Hắn liền cởi bỏ quần áo của nàng ra, hôn thật sâu vào thông đạo địa phương giữa hai chân nàng. Ân Quý Phi toàn thân run rẩy, đôi môi anh đào khẽ kêu lên không ngừng. Kích thích một hồi, Ân Quý Phi chịu không nổi, rất nhanh đã tiết thân lần đầu. Ngồi dậy, Ân Quý Phi ngọc diện đỏ hồng, thấp giọng nói, Phong Nhi, để ta phục vụ ngươi. Lưu Phong vui không chịu nổi. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Ân Quý Phi, kiên đĩnh trong quần hắn không chịu nổi liền không ngừng dương cao lên. Ân Quý Phi thấy thế liền cởi bỏ quần áo cho hắn, chậm rãi quỳ gối trên giường từ từ cởi bỏ cái quần lót của hắn ra. Nhìn thẳng vào bộ vị đang cao cao tại thượng của hắn, trong lòng tràn đầy vẻ thẹn thùng. Lưu Phong thấp giọng cười, khẽ nằm xuống, ý bảo rằng Ân Quý Phi có thể bắt đầu rồi. Ân Quý Phi ngượng ngùng cười khẽ, mở cái miệng xinh xinh nhỏ nhắn ngậm lấy cái đồ vật đó, làm hết khả năng để kích thích hắn. Không lâu sau, hô hấp của Lưu Phong cũng bắt đầu dần dần trầm trọng lên, cuối cùng hắn chịu không được liền phun ra ngoài. Lập tức thân thể xích lõa của hai người liên siết chặt lấy nhau, bàn tay của Lưu Phong không ngừng dạo trên bộ ngực nàng, cảm giác sự mềm mại, đàn hồi và co giãn. Nhìn bộ ngực bạo mãn, bàn tay của hắn giống như thợ làm bánh chuyên nghiệp, không ngừng nhào nặn, nắn, bóp. Lưu Phong trong lòng rất sảng khoái. Phong Nhi, ta muốn. Ân Quý Phi thấy hạ thể của mình đã ướt át rồi, vội vàng lấy hai tay ôm cổ hắn, xin giao hoan. Lưu Phong cười hắc hắc, lúc này mới nằm lên thân thể nàng, cùng nàng hợp thể. Ân Quý Phi ôm lấy thân thể nam nhân, hai chân mở ra, bị nhục bổng cứng rắn của hắn làm cho thở không nổi, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ, cặp mông không ngừng sàng qua sàng lại. Chậm rãi ngước mắt lên nhìn cháu rể của mình, Ân Quý Phi vừa thẹn vừa mừng, thậm chí còn có chút hưng phấn. Trong mắt hiện ra tinh quang kích động a. Hai người đang lúc hưng phấn, đột nhiên nghe từ cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lưu Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, giờ phút này đã thấy Tố Tố đang đứng tại cửa, trừng to đôi mắt nhìn hai người, trong đôi mắt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt. Bởi vì kinh hoàng, Lưu Phong nhất thời không cầm giữ được liền xuất tinh, Ân Quý Phi bị tinh nguyên bắn sâu vào, chịu không nổi liền rên to vài tiếng. Tố Tố, không phải ngươi đã đi nghỉ ngơi rồi hay sao? Ân Quý Phi có chút sợ hãi, xảy ra chuyện như thế thật không biết giải thích như thế nào với cháu mình đây. Đúng là Tố Tố đã đi nghỉ ngơi rồi, nhưng mà nằm trên giường đã lâu cũng không ngủ được, lại nghĩ muốn đến chỗ Lưu Phong và cô nói chuyện, ai biết được lại nhìn thấy tình trạng này. Lưu Phong hít sâu một hơi, âm thầm hối hận, chuyện hôm nay là do mình khinh suất mà gây ra. Các người. Ân Tố Tố vốn muốn mắng to, nhưng dù sao bọn hắn cũng là người thân yêu nhất của mình, tại sao lại làm chuyện như thế này trước mặt nàng? Nàng thật không biết phải làm sao bây giờ. Lưu Phong nhìn Tố Tố, mở miệng ra vốn muốn giải thích một chút, nhưng tình cảnh hai người giao hợp đã bị Tố Tố chứng kiến, việc này là sự thật, làm sao giải thích? Hơn nữa, cho đến giờ hạ thể của hai người vẫn còn kết hợp một chỗ. Tố Tố nhịn không được khóc lớn lên, nét mặt lộ ra vẻ nổi giận, che mặt rồi chạy về phòng. Dùng sức đóng chặt cửa phòng của mình lại, úp mặt vào mền mà khóc thét lên. Lưu Phong và Quý Phi lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng tách ra và mặc quần áo vào. Cô, ta đi xem Tố Tố trước. Ngoại tình bị bắt gian, Lưu Phong rất là bực mình, nhưng mà việc này dù sao cũng là do hắn sai. Ai biểu nàng có cô như vậy? Tố Tố, mở cửa đi, nàng hãy nghe ta nói. Chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Lưu Phong chạy đến gõ cửa, nhưng mà Tố Tố cũng làm như không nghe thấy, căn bản không thèm để ý. Lúc này, Ân Quý Phi cũng đã tới, nhẹ giọng nói, Tố Tố, cô đây, ngươi hãy mở cửa đi. Nhưng mà nửa ngày qua đi, Tố Tố vẫn không mở cửa. Vốn cánh cửa gỗ này cũng không thể ngăn cản được Lưu Phong, nhưng mà do hắn có lỗi, cho nên không thể tự tiện đi vào được. Ân Tố Tố chỉ biết trong phòng khóc lóc, trong lòng cũng trống rỗng. Nói thật, Lưu Phong có bao nhiêu đàn bà nàng cũng không để ý đến,
nhưng mà hắn ngay cả cô của mình là quý phi nương nương đương triều cũng không bỏ qua, sau này kêu nàng làm sao mà sống. Ân Quý phi sắc mặt ảm đạm, có chút thở dài, cúi đầu nói, Phong Nhi, xem ra ta thật sự đã sai rồi, ta không nên vì thống khoái của bản thân nhất thời mà thương tổn Tố Tố. Lưu Phong lắc đầu, cô, sai không phải là do người. Dừng một chút, Lưu Phong nói, cô, nàng yên tâm, mặc kệ thế nào, nàng cũng là đàn bà của ta. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, nhưng mà dù sao ta cũng là cô của Tố Tố. Ân Quý phi khuôn mặt buồn bã, có chút khó xử. Bản thân mình không thể cùng với cháu gái mình thờ phụng một chồng được hay sao? Chẳng biết tại sao, Ân Quý phi nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút hưng phấn. Như vậy quả thật rất kích thích a. Không, xem ra ta quả thật là hạng đàn bà dâm đãng. Ân Quý phi thầm trách bản thân. Đợi đến nửa đêm, Ân Tố Tố vẫn không mở cửa. Bất quá nàng cũng nói ra một câu, phu quân, cô, các người không cần để ý đến ta, ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút. Trở lại đại sảnh, Lâm Lang cúi đầu đi đến nói với Ân Quý phi, nương nương, xin lỗi, nô tỳ có lưu lại là không xảy ra chuyện rồi. Ân Quý phi điềm nhiên nói, việc gì đến sẽ đến, không phải lỗi tại ngươi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Quay đầu lại, Ân Quý phi nói với Lưu Phong, Phong Nhi, hay là ngươi cũng về trước đi. Đợi đến ngày mai tâm trạng Tố Tố bình tĩnh lại, ta sẽ nói chuyện với nàng. Lưu Phong gật đầu nói, cũng chỉ đành như thế, ngày mai ta lại tiến cung. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, tâm trạng Lưu Phong cũng rối bời. Nói thật chuyện này hắn cũng không biết phải xử lý thế nào cho tốt. Hắn không biết làm sao thuyết phục Ân Tố Tố và Ân Nguyên Đạo được. Ngươi chính là Lưu Phong sao? Đột nhiên một thanh âm phía trước hắn vang lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Không sai, ta chính là Lưu Phong, các hạ là ai? Lưu Phong trong lòng đang bực mình, muốn trút lên đầu ai đó. Trong lòng đã quyết định, chuẩn bị dùng hắn trút giận. Tốt, cho ngươi biết thế nào là quỷ, người nọ cười nói, tại hạ là Thanh Sơn kiếm khách, được người ta nhờ vả đến đây lấy đầu ngươi. Lưu Phong nghe thế nhất thời nở nụ cười, chỉ bằng ngươi ư, cũng muốn giết ta ư. Thanh Sơn kiếm khách đối mặt với nụ cười khinh thường của Lưu Phong, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác bất an. Tin tức tình báo cho hắn biết người này tu vi kim đan kỳ, vốn hắn cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng hiện giờ xem ra, người này nhất định rất nguy hiểm. Bớt sàm ngôn đi, nói ra ai là người chủ sử phía sau ngươi, sau đó tự đoạn một chi, ta sẽ cho ngươi toàn mạng rời khỏi. Lưu Phong lạnh giọng nói, ha ha, tiểu tử tự cao tự đại. Nói xong, Thanh Sơn kiếm khách cổ tay run lên, trường kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng như rồng kêu, hàn mang bắn ra tứ phía, Lưu Phong trước tiên cảm nhận được một kiếm này sát khí đằng đằng. Không tệ, cũng có chút bản lãnh, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng tâm tình bất hảo, biện pháp tốt nhất chính là phát tiết. Thanh Sơn kiếm khách đã được định là đối tượng phát tiết của Lưu Phong. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 543, Mẫu Tử Tình Cừu. Lưu Phong vốn muốn xuất Hạo Thiên Kiếm, nhưng kiếm hồn của Hạo Thiên Kiếm lại cự tuyệt hắn. Bất đắc dĩ hắn đành phải xuất Nhuyễn Kiếm ra đối địch. Chậm rãi di chuyển về phía trước, Lưu Phong quanh thân tản ra một cỗ khí thế mãnh liệt, Thanh Sơn kiếm khách hơi biến sắc. Trong giây lát lão đột nhiên có cảm giác nghẹt thở, cố chủ của các hạ là Đông Cung hay là Yến Vương? Người muốn giết Lưu Phong rất nhiều, nhưng chân chính dám hành động thực sự cũng chỉ có hai nơi này. Vốn còn có ma giáo, nhưng hiện tại tựa hồ không có khả năng, tả hữu thánh nữ đều có quan hệ với hắn, ngay cả thánh mẫu Lý Hương Quân cũng ở tại Phong Thành. Dưới tình huống như vậy, ma giáo sao có thể xuống tay đối với hắn được? Lưu Phong ánh mắt lấp lánh hữu thần, không giận mà uy nói, bỏ qua lần này, ngươi sẽ mất đi cơ hội. Thanh Sơn kiếm khách tuy kinh bất loạn, đôi mắt sắc nhọn như chim ưng không hề úy kỵ nhìn Lưu Phong. Lão không nghĩ rằng mình đoán sai, Lưu Phong chính xác vẫn ở kim đan kỳ tu vi. Đối với một tu chân kim đan kỳ, lão không cần thiết phải lùi bước, cũng không cần phải sợ hãi. Trong khi nói, Thanh Sơn kiếm khách tăng mạnh khí thế trên người, gắt gao bao phủ lấy Lưu Phong. Nhưng Lưu Phong dưới khí thế uy áp của lão vẫn giữ khí độ như trước, thong dong không bức bách như Uyên Đình Nhạc Trì. Giải thích câu Uyên Đình Nhạc Trì nghĩa là hồ sâu, núi nhạc. Ở núi Ngũ Nhạc trong đó có núi Thái Sơn,
ý nói thâm sâu khó dò, vững vàng không lay chuyển nổi. Hết giải thích. Thanh Sơn kiếm khách thành danh 50 năm trước, lão tu luyện sát phạt chi kiếm, một thanh Thanh Sơn kiếm đã giết chẳng biết bao nhiêu nhân vật tu chân giới thành danh. Cho đến lúc này, đều là lão dùng khí thế mạnh mẽ áp đảo, nhiễu loạn tinh thần đối phương chiếm lấy lợi thế. Ai biết phương pháp đồng dạng dùng trên người Lưu Phong lại không hề có tác dụng. Lão thậm chí hoài nghi, tu vi của Lưu Phong không chỉ đơn giản là kim đan kỳ. Sát. Trong trận tâm lý chiến này, khí thế tranh tài, Thanh Sơn kiếm khách tựa hồ đã thất bại, lão là người đầu tiên không thể giữ nổi bình tĩnh. Vừa hét lên, Thanh Sơn kiếm bắn ra mấy đạo hàn mang, hình thành một cái cháo phô thiên cái địa hướng tới Lưu Phong. Thanh Sơn kiếm khách biết Lưu Phong không đơn giản, cho nên vừa ra tay đã xuất sát chiêu. Kiếm này thật là kỳ diệu, kiếm vừa xuất ra, kiếm thế tràn ngập sát khí. Lưu Phong không hề động đậy. Không thể phủ nhận, Thanh Sơn kiếm khách này đích thực có vài phần hỏa hầu, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không coi ra gì. Tục ngữ nói đúng, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Lưu Phong với tu vi kiếm đạo bây giờ, vượt lên trên Thanh Sơn kiếm khách rất xa. Đối với một kiếm này, huyền cơ đều đã bị hắn nhìn thấu hết. Đối mặt với Lưu Phong, dù Thái Sơn có sụp mặt vẫn trấn tĩnh không đổi sắc, ngược lại Thanh Sơn kiếm khách có chút sợ hãi. Giả thần giả quỷ, đi tìm chết. Thanh Sơn kiếm khách gầm lên một tiếng. Kiếm quang ngưng tụ lại một điểm, hàn mang đột nhiên hướng tới cổ họng Lưu Phong đâm tới. Phanh. Một tiếng, đúng thời điểm Thanh Sơn kiếm khách đã Lưu Phong chết chắc rồi, nhuyễn kiếm của Lưu Phong chẳng biết xuất thủ khi nào lại đỡ một kiếm kinh người của lão. Kiếm hai người va chạm, một luồng trùng kích lực cự đại nhất thời làm hổ khẩu Thanh Sơn kiếm khách chấn động đau đớn. Lão vội vàng lui về sau, sợ Lưu Phong thừa thế đánh tới. Lưu Phong thì chỉ cười nhẹ, lệ mang như điện, ngạo nghễ nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh Sơn kiếm khách tuy một kích bất thành nhưng không hề mất tự tin. Một kiếm trước tuy cường mạnh nhưng lão vẫn chưa có thi triển toàn lực. Cho nên, chuyện ai thắng hay bại, bây giờ chưa thể kết luận vội được. Cuồng vọng. Thanh Sơn kiếm khách quát nhẹ một tiếng, cổ tay rung lên, Thanh Sơn kiếm trong tay vung lên, rít lên không ngừng, xung quanh nhất thời hàn khí ngập trời. Lưu Phong vẻ mặt lạnh lùng, giơ nhuyễn kiếm trong tay lên đỡ, đối mặt với thế công của Thanh Sơn kiếm khách không hề để ý vì hắn có thừa năng lực hoàn toàn hóa giải. Thanh Sơn kiếm khách cũng không phải thằng ngốc, rút kinh nghiệm sau vài lần tranh đấu, lão phát hiện một sự thật, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối có thực lực vượt xa lão. Có lẽ, ngay từ lúc trận chiến này bắt đầu, lão đã có kết cục là thất bại. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng lão cũng không cam tâm nhận thua lúc này. Lão đã bế quan 50 năm, đây là lần đầu tiên nhân nhiệm vụ sát thủ. Lão không nghĩ lần đầu tiên của mình sau 50 năm lại để thất bại như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Sơn kiếm khách rốt cục cũng không dám bảo lưu thực lực, tinh túy của sát phạt chi kiếm hoàn toàn bộc lộ hết ra. Kiếm như lưu vân, nhanh như thiểm điện, hàn mang đầy trời tất cả đều hướng Lưu Phong cuốn tới. Lưu Phong khinh miệt cười, kiếm đạo người này, dù cho lúc trước chưa tu thành nguyên anh, Lưu Phong cũng không hề e ngại. Kiếm thế nhìn có vẻ như lợi hại nhưng đối với Lưu Phong mà nói, sơ hở đầy ra, người này cơ hồ đã không còn giá trị lợi dụng, Lưu Phong quyết định ra tay. Ngươi làm ta quá thất vọng, trò chơi cũng nên kết thúc rồi. Lưu Phong quát lạnh một tiếng. Nhuyễn kiếm trong tay rất nhanh múa thành một đoàn kiếm quang, cùng lúc đó, hắn thi triển thất tinh bộ, thân ảnh di chuyển rất nhanh. Lúc Thanh Sơn kiếm khách hoa cả mắt, thì nhuyễn kiếm của Lưu Phong đã đâm vào trúng ngực hắn. Máu phụt ra, hét thảm một tiếng, Thanh Sơn kiếm khách ngã xuống mặt đất. Sắc mặt lão tái nhợt nhìn Lưu Phong, thật sự không thể tưởng tượng chính mình lại thua nhanh như vậy. Ngươi bại rồi, Lưu Phong lạnh nhạt nói, hiện tại có thể nói ra kẻ sai khiến thật sự ở phía sau chưa. Thanh Sơn kiếm khách tựa hồ còn đắm chìm trong kinh hãi, lão thật sự không tưởng tượng nổi lại có người tốc độ lại nhanh đến giường này. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lưu Phong cũng không để ý đến vẻ mặt kinh hãi của Thanh Sơn kiếm khách. Thanh Sơn kiếm khách do dự một chút, cẩn thận hỏi, ta nói cho ngươi biết, ngươi thực sẽ tha cho ta sao? Đương nhiên, Lưu Phong xác nhận, tốt lắm, ta nói. Tục ngữ nói thật đúng, người nào sống càng lâu thì càng sợ chết. Hiển nhiên Thanh Sơn kiếm khách chính là loại người này. Là. Một tiếng là vừa nói ra, Thanh Sơn kiếm khách đột nhiên bị một đạo hàn mang đánh trúng lập tức thân vong. Giết người diệt khẩu. Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng nhìn lại bốn phía, đã thấy phía sau Thanh Sơn kiếm khách cách đó không xa,
chẳng biết khi nào đã xuất hiện một trung niên nhân cầm trong tay một thanh Thanh Minh kiếm. Hiển nhiên, Thanh Sơn kiếm khách là do lão này giết chết. Sư đệ à, không phải sư huynh độc ác, chính là ngươi đã quá vô dụng rồi. Người nọ nhìn thoáng qua thi thể Thanh Sơn kiếm khách, lại nhìn lại Lưu Phong, ngươi rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn nhiều so với sư đệ vô dụng của ta. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Thanh Minh, cũng là một tu chân sát thủ được người ta thuê đến giết ngươi, kẻ vừa tới lạnh nhạt nói. Thanh Minh tiếng nói vừa dứt, tay đã chậm rãi nắm chặt Thanh Minh kiếm, trong phút chốc, Lưu Phong cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, sát khí dày đặc vô cùng công kích tới hắn. Hiển nhiên, tu vi người này mạnh hơn Thanh Sơn rất nhiều. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm thế đã tràn ngập bốn phía, kiếm đạo Thanh Minh đạt được xem ra cũng không tệ. Nói ra kẻ sai khiến ở phía sau, ta có thể để ngươi sống sót rời đi. Tuy ngươi so với Thanh Sơn mạnh hơn một ít, nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Trừ phi là nguyên thần trung và hậu kỳ cao thủ loại đó, nếu không Lưu Phong căn bản không sợ. Tiểu tử, ngươi rất tự tin, chẳng qua ta hy vọng ngươi hiểu được, ta không phải là Thanh Sơn. Thanh Minh kiếm khách cười lạnh một tiếng, nói, trên đời ai cũng biết Thanh Sơn là nhất đẳng tu chân sát thủ nhưng lại không biết Thanh Minh ta. Hắn tuy là sư đệ của ta nhưng một thân bản sự cũng là do ta truyền thụ. Cho nên ta vừa là sư vừa là huynh. Nói xong, quanh người Thanh Minh nhất thời xuất hiện một cỗ sát khí lạnh người. Lưu Phong đứng im bất động, nhãn mang chợt lóe, kinh khí quanh thân tỏa ra mãnh liệt, quần áo rung phần phật. Uy thế không hề yếu hơn Thanh Minh, chẳng qua so với sát khí của Thanh Minh có điểm bất đồng, khí thế của Lưu Phong tương đối nhu hòa. Quả nhiên, ngươi dễ dàng đánh bại được Thanh Sơn quả là có chút bản sự. Ánh mắt Thanh Minh dần dần ngưng trọng, ý khinh thị lúc trước cũng được thu liễm. Ngay lúc đó lão khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng di chuyển, tức thời liền xuất hiện tại địa phương cách Lưu Phong khoảng một trượng. Lưu Phong khóe miệng vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt, thật là thản nhiên tự đắc, chỉ là nhuyễn kiếm kia không ngừng phun nuốt quang mang, khiến người ta thấy một loại sát ý lạnh lùng. Thanh Minh ánh mắt sắc bén, liếc về phía trên mặt Lưu Phong. Tay phải cầm Thanh Minh kiếm rút ra, nhất thời một cỗ kiếm khí sắc bén vô cùng lao tới Lưu Phong. Lưu Phong nhãn mang phát lạnh, nhuyễn kiếm múa lên liên tục, hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng, lao thẳng tới đỡ. Hai cỗ kiếm quang tại không trung quấn lấy nhau. Sau va chạm, tạo thành một làn sóng nhất thời làm không khí xung quanh hỗn loạn, tiếp theo một tiếng nổ mạnh, khí lãng cự đại đẩy hai người ra xa. Lưu Phong trong vụ nổ phiêu nhiên lùi lại, ngạo nghễ mà đứng, thần sắc như trước không thay đổi, hiển nhiên một chút cũng không để ý về những cơn gió vừa rồi. Lại nói đến Thanh Minh ở đó, thân hình hơi run rẩy, khẽ nhoáng lên, lùi thẳng về phía sau ba bước mới có thể đứng vững lại. Trên mặt lão hiện ra thần sắc khó tin, xem ra chúng ta đã xem nhẹ ngươi. Nên nói là chủ của các ngươi cung cấp thông tin không chuẩn. Lưu Phong cười nói, nói không dễ nghe, chủ của các ngươi kỳ thật chính là cho các ngươi đi tìm chết. Thanh Minh kiếm khách hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị toàn lực đánh một kích. Trong lúc đó lão toàn lực triển khai tốc độ, ý đồ dùng tốc độ cao chiếm ưu thế. Vào lúc Lưu Phong không có phản ứng, Thanh Minh kiếm của lão đã bổ thật mạnh về phía Lưu Phong. Lúc đó Lưu Phong nhanh chóng giơ kiếm lên đỡ, bị lực phản chấn liền lảo đảo lui về phía sau vài bước. Thanh Minh thấy thế mừng rỡ, như hình với bóng, kiếm quang gắt gao bám sát đến, lão Lưu Phong tất phải chết. Đúng lúc ấy, dị biến xảy ra, đã thấy thân hình Lưu Phong đang lùi lại đột nhiên biến mất. Tốc độ của ngươi hãy còn chậm, đồng thời ngươi cũng quá ngu ngốc, ngươi không nên đến gần ta như vậy. Khi Thanh Minh hoảng hốt xoay người, thì Lưu Phong cũng đồng thời xuất hiện phía sau hắn. Ngay lúc đó một đạo kiếm quang sáng cực chói từ tay Lưu Phong lóe lên nhanh như thiểm điện chém tới thân mình lão. Thanh Minh hét lên, vội vàng xoay người ngăn trở. Phanh một tiếng, tiếng kim thiết va chạm lại vang vọng trên bầu trời đêm. Đã thấy Thanh Minh kiếm kia không thể chịu được khí lãng cự đại kia tức thì vỡ thành vài đoạn. Kiếm thế của Lưu Phong vẫn như trước không giảm, đánh trúng thân mình của Thanh Minh. Lão cả người trúng kiếm ngã về phía sau, e rằng đã cửu tử nhất sinh. Vì phòng ngừa sự tình lúc trước phát sinh, Lưu Phong cố ý thả thần điểu phi nhi cảnh giới bốn phía. Không muốn chết thì nói ra kẻ chủ mưu. Lưu Phong ngữ khí nhạt, nhưng trong đó lại tràn ngập sát khí đáng sợ. Thanh Minh không hề nghĩ gợi liền nói, ta là được Đông Cung thuê. Ta đã nói rồi, có thể để ta đi được chưa? Thanh Minh dãy dụa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là kẻ tâm ngoan thủ lạt,
ngay cả đồng môn cũng không tha, lưu ngươi lại cũng phiền toái. Vừa dứt lời, Phi Nhi giữa không trung đột nhiên hóa thành một đạo thanh sắc hỏa đoàn đánh tới Thanh Minh. Thanh Minh thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, cả người đã hóa thành tro tàn. Đông cung, Lưu Phong chán ghét nói, nữ nhân đáng giận, ngươi dám bất ngờ thất hứa, phái người đến ám sát ta. Lưu Phong thương tâm thay Chu Phong, gặp phải một mẫu thân như vậy thật là bi ai a. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không biết, hai sát thủ này không phải do Thái tử Phi phái đến, mà là do một người khác. Khi Lưu Phong vẻ mặt sát khí xuất hiện trước mặt là lúc Thái tử Phi nàng đang ngủ, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ thẫm. Chẳng biết xuất phát từ mục đích gì, Thái tử Phi không hề thay đổi quần áo từ trong màn bước ra. Hai tử, ngươi đêm khuya đến đây, có chuyện khẩn cấp gì sao? Thời gian gần đây, Thái tử Phi rất nhiều lần không tự chủ được lại nhớ tới Thái tử năm đó. Nàng cảm thấy trên người Lưu Phong có hình dáng Thái tử. Có đôi khi nàng nhìn Lưu Phong, trong lòng liền có một loại cảm giác khó hiểu. Loại cảm giác này làm nàng tâm loạn không thôi, tựa như giống năm đó gặp lại Thái tử Anh Tuấn thập phần giống nhau. Chỉ là hiện tại nàng đã qua tuổi trung niên, hơn nữa kẻ trước mắt này trên danh nghĩa là nhi tử của nàng. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trơ tráo nhìn chiếc váy ngủ kia bao lấy những đường cong là lướt, trong miệng thậm chí thầm nuốt một ngụm nước bọt, thật muốn đem nàng đặt dưới thân cưỡi lên một phen. Chu Phong a à, Chu Phong, ngươi bảo ta phải làm thế nào mới tốt đây? Ngươi có biết ta tìm ngươi là có chuyện gì không? Lưu Phong âm thanh lạnh lùng hỏi. Thái tử Phi thấy hai mắt Lưu Phong dán chặt lên người mình, chính là cảm thấy hơi chút khẩn trương, nhưng ngay lập tức thản nhiên đối mặt, dù sao Lưu Phong cũng không phải con nàng, bị hắn nhìn thì có làm sao. Nếu thân thể ta có thể đổi được sự thành phục của hắn đối với ta, ta sẽ nguyện ý. Thái tử Phi tà ác nghĩ. Thái tử điện hạ, năm đó không có mượn tay người, hiện tại đành dùng con của người để thay thế vậy. Ngươi ngớ ngẩn gì vậy? Lưu Phong không biết ý tưởng trong lòng Thái tử Phi, chỉ là thấy mặt nàng si ngốc mới lên tiếng nhắc nhở. Thái tử Phi lúc này mới bừng tỉnh, thầm trách cứ chính mình, ý tưởng trong lòng như vậy thật quá xấu xa. Trên mặt nhất thời phốt qua một tia đỏ ửng. Nàng thanh tỉnh lại ý thức, thân phận thực sự của Lưu Phong vĩnh viễn không được nói ra. Cho nên nàng phải cả đời giả trang là mẹ ruột của Lưu Phong. Có mối quan hệ này, nàng tuyệt đối không thể cùng Lưu Phong làm ra cái gì, nếu không, nàng sẽ trở thành trò cười thiên cổ, là dâm phụ bị vạn người phỉ báng. Thái tử Phi thanh tỉnh một chút, vội vàng hỏi, hài tử, ngươi nói gì? Lưu Phong thu toàn bộ biểu tình biến hóa của Thái tử Phi thu vào trong mắt, có chút giận dữ, nói, được, đừng có làm bộ nữa. Vừa rồi, ngươi phái hai gã sát thủ tới để giết ta. Đáng tiếc a, người ngươi phái thật sự không chịu nổi một đòn. Ta đứng trước mặt ngươi có phải là ngươi cảm thấy ngoài ý muốn? Lưu Phong trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Trong một căn phòng khác của Đông Cung, Hoàng Thái Tôn thần tình lo lắng đi đi lại lại trong phòng, có vẻ rất là kinh hoàng. Đột nhiên, một tiếng đẩy cửa nhẹ vang lên. Hoàng Thái Tôn vội đi tới, vừa đi vừa hỏi, thế nào, sự tình ra sao? Rồi, một tiếng nữ nhân lạ lạnh lùng vang lên, Thái Tôn điện hạ, rất tiếc phải nói với người rằng, hai gã sát thủ ngươi phái đi đã thất bại. Hoàng Thái Tôn nhìn thấy trước mắt một nữ nhân mặc hắc y, nhất thời một trận kinh ngạc, ngươi là Hắc Phượng Hoàng, là mẫu thân đại nhân bảo ngươi đến, ngươi đã biết. Hắc Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, Thái Tôn điện hạ, không phải kinh hoàng, Thái tử Phi điện hạ cũng không biết hai người kia là do người phái đi. Chẳng qua ta có một tin tức không tốt muốn nói cho ngài, Lưu Phong đã giết hai gã sát thủ kia, hơn nữa hắn đã đến Đông Cung cùng Thái tử Phi đối chất. Hoàng Thái Tôn kinh hãi không thôi, có vẻ lục thần vô chủ, lẩm bẩm nói, ta nên làm gì bây giờ, ta nên làm gì bây giờ. Không phải ta muốn giết hắn, chỉ là không giết hắn, tâm lý ta thấy bất an. Phượng Hoàng tỷ tỷ, ngươi nói xem ta nên làm gì bây giờ, ngươi giúp ta đưa ra chủ ý đi. Trong lúc hoảng loạn, Hoàng Thái Tôn rõ ràng đã đem Hắc Phượng Hoàng trở thành cọng rơm cứu mạng. Hắc Phượng Hoàng thở dài trong lòng một tiếng, nói rằng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chủ công cùng Thái tử Phi đều một đời kiêu hùng, tại sao lại sinh ra một phế vật như thế này? Tuổi tác không sai biệt nhiều, ngươi nhìn tiểu tử Lưu Phong kia xem, chẳng những tài hoa xuất chúng, hơn nữa năng lực cũng được mọi người công nhận. Nhu nhược, Hắc Phượng Hoàng dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Hoàng Thái Tôn, nói, có chết cũng không nhận. Đối mặt với trách vấn của Lưu Phong, Thái tử Phi hoang mang. Nàng vội nói, hài tử,
ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta như thế nào lại phái sát thủ giết con chứ? Con đừng quên, ta thủy chung vẫn là mẫu thân của con. Ta cũng kỳ quái, đều nói hổ dữ còn không ăn thịt con, nữ nhân ngươi so với lão hổ còn ác tâm hơn, bất ngờ phái người ám sát con mình. Lưu Phong lạnh giọng hỏi, hai tử, ngươi nghe ta nói, ta thực không có phái người ám sát ngươi, giữa chúng ta nhất định có sự hiểu lầm. Thái tử Phi lần này thật sự oan uổng. Lưu Phong nhìn ánh mắt Thái tử Phi, thấy trong lòng Thái tử Phi một trận bối rối, vội vàng nói, hai tử, nếu ngươi không tin ta, ngươi liền giết ta. Động thủ đi. Nói xong, Thái tử Phi nhắm mắt, thân hình khẽ run rẩy. Đồi núi Bão Mãn dưới váy ngủ vì không chịu sự trói buộc khẽ đung đưa, khiến cho hạ thân Lưu Phong lập tức phản ứng. Lưu Phong cũng không phải là không có ý giết chết nữ nhân vô sỉ này đi, chỉ là hắn đã đáp ứng Chu Phong, phải giữ lại mạng của nàng. Được, ta tin tưởng rằng không phải ngươi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, chẳng qua ta khẳng định là người do Đông Cung phái đến. Không phải ngươi, vậy cũng chỉ có thể là Thái Tôn giả mạo kia. Hiện tại hắn ở đâu? Ta liền tới giết hắn. Lúc này, Hoàng Thái Tôn dưới sự hộ tống của Hắc Phượng Hoàng cùng đi tới. Hoàng Thái Tôn tựa hồ rất e ngại Lưu Phong, hắn vội vàng đi tới, giả bộ quan tâm hỏi. Han, mẫu thân đại nhân, người không có việc gì chứ? Nói cho ta, hai sát thủ kia có phải là thuộc hạ của người? Lưu Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Thái Tôn, vẻ mặt đầy sát khí. Hắc Phượng Hoàng bất động thanh sắc ngăn trước người Lưu Phong, nói, hầu gia, ta nghĩ ngươi chắc là hiểu lầm. Ta xem hai sát thủ kia là người của Yến Vương. Bọn họ muốn giá họa cho Đông Cung, khơi mào xung đột giữa chúng ta. Hầu gia là người thông minh, nên sẽ không mắc mưu Yến Vương chứ. Hắc Phượng Hoàng mỉm cười nói, đúng, khẳng định là người của Yến Vương. Hoàng Thái Tôn bạo gan nói một câu, Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao chứ? Hoàng Thái Tôn, nếu ngươi là nam nhân, ngươi liền thừa nhận một cách thống khoái đi, đừng làm ta khinh bỉ, xem thường ngươi. Hừ, Thái tử Điện Hạ là anh hùng, như thế nào lại sinh ra một phế vật như ngươi? Lưu Phong cố ý nói, theo ta thấy, ngươi nhất định không phải do Thái tử sinh ra. Dù có làm gì thì vẫn là thằng con hoang. Hoàng Thái Tôn ngày thường luôn cao cao tại thượng, làm sao chịu được sự đả kích của Lưu Phong, nhất thời mặt đỏ tía tai, quát, ngươi mới là con hoang, chính là lão tử muốn giết ngươi đó. Đáng tiếc, hai thứ rác rưởi kia không thành công. Tuy nhiên ta sẽ không buông tha cho ngươi, sớm muộn sẽ có ngày ta giết được ngươi. Thái tử Phi nghe xong lời của Lưu Phong, biết ý hắn ám chỉ gì, sắc mặt có chút tức giận, hầu ra, mong ngươi biết tích điểm khẩu đức. Trước mặt Hoàng Thái Tôn, Thái tử Phi vẫn hết sức cẩn thận, tịnh không có gọi Lưu Phong một tiếng hài tử. Tích đức nên là hai mẹ con các ngươi đó. Lưu Phong cười lạnh một tiếng. Ta vốn không muốn cùng các ngươi đối đầu, nhưng là các ngươi bức người quá đáng, thế nên đừng oán trách ta. Chương 544, Tu Duyên đưa tin khẩn, thu được tin tức mới. Thái tử Phi mắt thấy Lưu Phong lộ ra sát ý, trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng bước nhanh tới trước ôm lấy Lưu Phong, thấp giọng nói, không nên làm bừa. Hắn là anh ngươi, ngươi không thể giết hắn, nếu hắn chết đi, thế lực Yến Vương sẽ thành lớn nhất, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lưu Phong nghe vậy, âm thầm gật đầu, đúng là có đạo lý. Bây giờ duy nhất có thể cùng Yến Vương chống cự chính là tập đoàn Đông Cung. Nếu chính mình hôm nay giết Hoàng Thái Tôn, Yến Vương nhất định thế đại. Đến lúc đó, Yến Vương có thể ra tay, gia tăng đối phó mình. Nếu ngươi không muốn hắn chết, sau này tốt nhất quản lý cẩn thận một chút. Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, lần sau vị tất ta có thể tha thứ cho hắn. Vừa nói Lưu Phong vừa không khách khí tại đồn bộ Thái tử Phi vuốt vuốt vào cái. Thật co giãn, Lưu Phong hài hước nói. Thái tử Phi bị hắn khiến đỏ mặt. Hơi tức giận, đừng quên thân phận chính mình. Mẹ nó, lão tử chính là đang biết thân phận chính mình mới dám sờ soạn. Vừa nói Lưu Phong vừa miết miết thêm vài cái. Thái tử Phi nhất thời bối rối, vội vàng đẩy Lưu Phong ra lui về sau mấy bước, vẻ mặt đỏ bừng. Tiểu tử, lần này nể mặt mẫu thân ngươi, ta tha cho ngươi một lần. Hy vọng sau này ngươi thông minh một chút. Lưu Phong khinh thường cười nói, không muốn chết thì an ổn một chút. Các ngươi cũng cẩn thận. Lưu Phong thầm ý nhìn thoáng qua Hắc Phượng Hoàng cùng Thái tử Phi, xoay người rời đi. Đợi đến khi thân ảnh của Lưu Phong biến mất, Thái tử Phi xoay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thái Tôn,
súc sanh, ngươi làm tốt lắm. Hoàng Thái Tôn nghe được mẫu thân trách mắng hắn, nhất thời ủy khuất không thôi, mẫu thân, người điên rồi. Tại sao lại trách ta, ta không thấy chuyện này có cái gì sai. Lưu Phong phải chết, hắn là địch nhân của chúng ta. Đồ hỗn trướng, Thái tử Phi đi lại, tát Hoàng Thái Tôn thật mạnh. Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, không nên chọc tới Lưu Phong. Ngươi tại sao không nghe, ngươi giết không được hắn. Nếu hôm nay không phải ta khổ khổ cầu khẩn hắn, ngươi bây giờ đã chết, ngươi biết không? Hoàng Thái Tôn ngậm miệng, một câu cũng không dám nói. Chỉ là hận hận nhìn Thái tử Phi, đột nhiên nói một câu, ta biết, ngươi thích tên tiểu bạch kiểm kia. Ta đều thấy được, vừa rồi hắn ôm ngươi, vuốt ve đồn bộ của ngươi, ngươi vẻ mặt hưng phấn. Ngươi không xứng là mẫu thân ta. Thái tử Phi nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, một tay nắm lấy Hoàng Thái Tôn, một tay kéo mặt hắn lại đối diện, lớn tiếng nói, súc sanh, ngươi là tiểu súc sanh, ngươi cư nhiên nói ra lời như thế. Vốn Hắc Phượng Hoàng chuẩn bị xem trò vui, thấy Thái tử Phi tựa hồ đã thật sự tức giận, vội vàng kéo Hoàng Thái Tôn lại, nói, Thái tử Phi điện hạ, ngươi trước tiên bớt giận. Ta dẫn Thái Tôn điện hạ rời đi. Nói xong liền kéo Hoàng Thái Tôn vẻ mặt đang oán hận đi ra ngoài. Thái tử Phi thở dài một tiếng, quả thật là đồ bỏ đi à, chính là ta bây giờ không có lựa chọn. Nếu Lưu Phong thật sự chân thành phục tùng ta, ta thật ra không ngại chuyển qua mà ủng hộ hắn. Chỉ cần nàng không nói, trên đời không có người có thể biết nàng không phải là mẫu thân của hắn, chỉ là cha của Thái Tôn. Quên đi, trước tiên không nghĩ tới chuyện này nữa. Chỉ là ta còn chưa gặp qua hắn. Thái tử Phi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Đã bao năm rồi, lần đầu tiên nàng cảm thấy tâm trạng mệt mỏi đến thế. Từ trước tới nay, Triệt Nhi đều là động lực cuộc sống của nàng. Nhưng là đứa nhỏ này càng lớn càng vô dụng. Hôm nay thậm chí còn đối với mình nói ra lời như vậy. Thật sự khiến cho nàng thương tâm a. Thiên a, vì sao đối với ta như vậy? Thái tử Phi trong lòng than một tiếng, lúc trước ta cũng là vì yêu, vì sao lại đối với ta như vậy? Cuối cùng làm sao giờ lại thành ra bộ dáng thế này? Hắc Phượng Hoàng đưa Hoàng Thái Tôn về phòng hắn, lạnh giọng nói, Thái Tôn điện hạ, ngươi không nên đối với mẫu thân ngươi nói ra những lời như vậy. Ngươi biết không, nếu không phải có Thái tử Phi điện hạ, ngươi cái gì cũng không có. Thứ cho ta nói thẳng, với năng lực của ngươi, căn bản vô lực thống ngự thế lực của Đông Cung. Nếu ngươi còn muốn ngồi trên cái ghế này, nên học khôn một chút, học hiếu thuận một chút. Hoàng Thái Tôn hung ác nhìn Hắc Phượng Hoàng, cả giận nói, nàng là mẫu thân ta, chính là nàng tại sao luôn che chở Lưu Phong? Hay là chính nàng coi trọng tiểu bạch kiểm đó? Câm miệng. Hắc Phượng Hoàng cũng nổi giận, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi như thế nào hoàn toàn không hiểu? Thái tử Phi điện hạ không muốn ngươi động tới Lưu Phong hoàn toàn vì muốn tốt cho ngươi. Hắc Phượng Hoàng lạnh lùng nói, ngươi căn bản không biết Lưu Phong mạnh thế nào. Trên đời này người có khả năng giết không có mấy người. Ngươi chiêu lãm cao thủ này, trong mắt hắn chẳng đáng một xu. Hoàng Thái Tôn nao nao, nói, thật sự như thế sao? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hắn sẽ giết ta, phế vật. Hắc Phượng Hoàng thậm chí hoài nghi phế vật trước mắt này căn bản không phải là đứa nhỏ của chủ công cùng Thái tử Phi. Hai người vĩ đại như thế nào lại có thể sinh ra một phế vật như thế? Ngươi hôm nay đối với Thái tử Phi điện hạ thương tổn rất lớn. Ta đề nghị ngươi đợi nàng hết giận, đi xin lỗi nàng đi. Nói xong những lời này, Hắc Phượng Hoàng thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Hoàng Thái Tôn tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện hôm nay, vừa suy nghĩ một chút về chuyện ngày đó thần bí nhân nói với hắn, tựa hồ hiểu được chút ít. Tố Tố, ngươi còn giận cô. 3 ngày sau, Ân Tố Tố tâm tình rốt cuộc đã bình tĩnh lại, Ân Quý Phi lúc này mới dám thu dũng khí cùng Ân Tố Tố nói chuyện. Ân Tố Tố thâm ý nhìn thoáng qua Ân Quý Phi, mấp máy miệng, muốn nói gì đó, nhưng thủy chung không có nói ra. Tố Tố, chuyện ngày đó đều do cô sai, cùng Phong Nhi không quan hệ, ngươi không nên giận hắn. Ân Quý Phi cắn môi, nói, Tố Tố là cô không chịu được tịch mịch câu dẫn Phong Nhi, ngươi có muốn trách thì trách ta đi. Ân Tố Tố nghe vậy, cảm thấy đau xót, lao đầu vào trong lòng Ân Quý Phi. Nhẹ giọng khóc nói, cô, Tố Tố không trách người. Ta biết, lão công là một tên đại sắc lang, chuyện này dám chắc là hắn không đúng trước. Ân Quý Phi ôm Ân Tố Tố, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, thở dài nói,
Tố Tố ngay ta nói, chuyện này thật sự không trách Phong Nhi. Là ta không chịu được Tịch Mịch câu dẫn hắn. Dừng một chút, Ân Quý Phi buồn bã nói, Tố Tố, ngươi cũng hiểu được một chút cuộc sống khi tiến cung, ngươi hẳn là biết cuộc sống trong cung là cái dạng gì. Cuộc sống như vậy, ta kiên trì suốt 40 năm a, tuổi thanh xuân của ta. Mọi chuyện kích tình của ta toàn bộ bị lãng phí ở chỗ này. Ngươi không cách nào tưởng tượng đâu, cái Tịch Mịch này thật là thống khổ mãnh liệt cỡ nào. Ngươi biết không, cô thậm chí nghĩ đến tự sát. Có một thời gian, ta thật không chịu nổi. Cô, ngươi đừng nói vậy, cuộc sống trong cung ta biết. Ân Tố Tố khóc nói, đều là lỗi của cha, hắn không nên vì tiền đồ chính mình mà đem người tiến cung. Là hắn hủy hạnh phúc cả đời của người. Không, ta không oán đại ca. Ân Quý Phi ngước đầu lên, nhẹ giọng khóc nói, đây là số mệnh. Là số mệnh của ta, không thể oán người khác. Tố Tố, Phong Hy là nam nhân tốt, ngươi không nên hận hắn. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi xuất cung, ngươi và Phong Nhi đi đi. Ân Quý Phi tự hạ quyết tâm, từ ngày mai trở đi, ngươi hãy quên đi tội nghiệp thâm trọng của cô đi. Ta thật sự không xứng là cô của ngươi. Chỉ là chuyện này, ngươi ngàn vạn lần không nên nói với cha ngươi. Có được không? Nghe âm thanh thê lương của Ân Quý Phi. Ân Tố Tố trong lòng không biết là tư vị gì. Cô, ngươi vĩnh viễn là cô của ta. Tố Tố không đi. Tố Tố không đi. Tố Tố ở đây với ngươi. Cô, mấy ngày nay ta cẩn thận suy nghĩ. Kỳ thật việc này cũng không thể trách các ngươi. Cuộc sống trong cung thật sự không phải con người có thể. Ân Tố Tố chăm chú nói, ta đáp ứng ngươi, chuyện này tuyệt đối sẽ không nói với cha ta. Sau này ta vẫn cùng ngươi. Tố Tố, hảo hài tử, ngươi như vậy thật khiến cho ta không còn mặt mũi. Ân Quý Phi sắc mặt có chút xấu hổ, dù sao đối mặt với nàng cũng là chất nữ của nàng. Ân Tố Tố lau đi nước trên khóe mắt, nói, cô, kỳ thật ngươi cũng không cần tự trách, lão công là một tên đại sắc lang, hắn vốn có rất nhiều đàn bà. Kỳ thật chuyện của các ngươi ta cũng không ngại. Ngày đó chỉ là ta nhất thời kích động không có nghĩ thông suốt. Mấy ngày nay trong lòng nghĩ thông suốt rồi, kỳ thật cũng như vậy. Đối mặt với sự khoan dung của Ân Tố Tố, Ân Quý Phi vừa vui, vừa xấu hổ. Tố Tố, cảm ơn ngươi đã tha thứ cho cô. Ân Quý Phi vội vàng nói, Tố Tố, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không cùng. Cô, ngươi đừng nói nữa, ta cũng là đàn bà, ta biết nỗi khổ của ngươi. Ân Tố Tố trong lòng không biết là tư vị gì, nhưng là đối mặt với chuyện như thế này nàng làm thế nào đây? Một người là lão công của mình, một người là thân cô của mình. Nàng cũng không thể vì việc này mà quyết liệt với hai người. Tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại, Tố Tố cũng thấy cô quá khổ. Cùng là đàn bà, nàng có thể hiểu được tư vị tịch của cuộc sống tịch mịch. Lưu Phong vốn đã nghĩ tới việc trở về Phong Thành rồi, nhưng là xuất hiện chuyện như vậy, không được Tố Tố lượng giải trước, hắn cũng không thể cứ như vậy rời đi. Không thể làm gì khác hơn là để cho Đan Hùng trở về trước, tiếp tục chủ trì thần thánh quân đoàn Thanh Tiểu Cường Đạo bên trong cảnh nội Phong Thành. Hôm nay, hắn như trước đang đợi tin tức của Ân Quý Phi. Thẳng đến giữa trưa, vẫn như trước không có tin tức gì. Lưu Phong hiểu được mình cứ chờ đợi như vậy không phải biện pháp. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tới chỗ Khâm Thiên Giám tu duyên thiên sư, đưa bức thư của Trương Thiên Sư cho hắn. Xem hắn đối với mình có thể trợ giúp bao nhiêu. Thanh Phong, Minh Nguyệt, có khách quý tới, mau đi nghênh đón. Tu Duyên đang ở Tố Thiện, đưa tay tính toán, nhất thời hiểu được chuyện gì xảy ra. Tu Duyên là thân truyền đệ tử của Trương Thiên Sư, tu vi mặc dù không cao, nhưng đối với chiêm bạc chi thuật rất là có tâm đắc, thậm chí còn vượt hơn sư phụ. Thanh Phong, Minh Nguyệt nghe vậy vội vàng xoay người đi ra ngoài. Tu Duyên đứng bên trong đại điện, hai tay chắp sau lưng. Tại bên trong điện đi đi lại lại, sắc mặt có lúc mừng rỡ, khi thì ưu sầu, thân sắc biến ảo không ngừng. Trầm tư trong chốc lát, Tu Duyên nhẹ bước lại trước cửa điện, thủ niết pháp quyết, niệm động chân nguyên, bày cấm chế xung quanh cả điện. Trong lúc này, Thanh Phong và Minh Nguyệt cũng đã dẫn Lưu Phong tiến đến. Hầu gia, ngươi đã đến rồi. Tu Duyên quay lại đối diện với Lưu Phong mỉm cười. Lưu Phong trước thấy Thanh Phong và Minh Nguyệt tự cảm thấy kỳ quái. Này thấy vẻ mặt của Tu Duyên thiên sư, âm thầm lấy làm kỳ, rõ ràng là nhân gia đã biết mình sẽ tới. Đệ tử của lão thiên sư quả nhiên có chút môn đạo. Thanh Phong, Minh Nguyệt,
ta cùng Hầu gia có chuyện quan trọng muốn nói. Các ngươi đi xuống, xuất lĩnh chúng đệ tử tại trước điện bày thiên sư kiếm trận, không có pháp lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được lại gần đại điện. Trong lúc Tu Duyên ra lệnh không giận mà uy, có thêm vài phần uy nghiêm. Tiểu thiên sư, ngươi tựa hồ biết ta sẽ đến. Lưu Phong nói ra nghi vấn của mình, Tu Duyên cũng không giấu giếm. Lạnh nhạt cười nói, tại hạ được ân sư dạy bảo, đối với chiêm bạc thuật hơi có chút tâm đắc. Cho nên biết Hầu gia sẽ tới. Xin hỏi tiểu thiên sư có biết vì sao ta tới? Lưu Phong có chút kỳ quái, thử hỏi. Tu Duyên mỉm cười, nói, Hầu gia chắc tới đưa tin cho tiểu đạo. Không ngờ được a. Lưu Phong tán dương, tiểu thiên sư đúng là thần nhân. Không dối gạt ngươi, ta trên người đích xác là có một phong thư do lão thiên sư trước khi lâm chung giao cho. Vừa nói Lưu Phong vừa lấy phong thư ra, Tu Duyên đưa tay tiếp thư. Lập tức cười nói, Hầu gia có điều chẳng biết. Kỳ thật không phải ta có thể đoán ra mục đích của ngươi, chỉ là ân sư trước khi lâm chung có thiên lý truyền âm dặn dò tới chuyện này. Nói thật ra, ta đợi phong thư này đã rất lâu, cẩn thận xem qua phong thư nọ. Tu Duyên sắc mặt đại biến, vội vàng chắp tay nói, bái kiến Thái Tôn Điện Hạ. Ân, Thái Tôn. Lưu Phong rõ ràng sửng sốt một chút. Thái Tôn Điện Hạ, ngươi yên tâm, sư tôn bên trong thư đã nói rõ chuyện của ngươi, tiểu đạo nhất định xuất toàn lực, trợ giúp ngươi lấy lại thân phận. Tu Duyên chân thật nói. Lưu Phong lúc này mới tỉnh ngộ, Tu Duyên nói Thái Tôn chính là nói mình. Mẹ nói, xem ra đối với thân phận này còn không có thích ứng. Lưu Phong dùng mình, nói, tiểu thiên sư, nếu ngươi đã biết rồi, theo ý kiến của ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Có hay không có cơ hội cùng bệ hạ nói rõ ràng? Tu Duyên vội vàng khoát tay, điện hạ vạn vạn lần không thể. Chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Lưu Phong gật gật đầu. Thầm nghĩ, cũng là Tu Duyên dù sao cũng không phải là Trương Thiên Sư. Với địa vị của hắn tại trước mặt lão hoàng đế nói chuyện cũng không được đại dụng. Việc này a, còn phải dựa vào chính mình. Điện hạ, chuyện của ngươi còn chưa thể nói. Tu Duyên tránh sắc nói, bệ hạ đã không phải bệ hạ trước đây nữa. Lưu Phong hiểu được lời nói của Tu Duyên bên trong còn có chuyện, vội hỏi, tiểu thiên sư, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn bộ dáng khẩn trương của ngươi, tựa hồ bệ hạ có cái gì không ổn. Không sai, bệ hạ quả có chút vấn đề. Tu Duyên suy nghĩ một chút nói, điện hạ, ta được tin tức, nói bệ hạ tựa hồ đang luyện chế cái gì trường sanh bất lão đan. Hắn muốn sống lâu trăm tuổi, là tiền bối thiên sư đạo các ngươi chủ trì. Lưu Phong kinh ngạc nói. Tu Duyên lắc đầu nói, bây giờ không thể nói như vậy, mặc dù Hắc Ảnh là sư thúc của ta. Nhưng là ta cuối cùng hiểu được hắn làm việc có chút quỷ dị, cùng với Hắc Ảnh sư thúc của ta có chút không giống. Nhưng là ta từng thử qua vài lần, nhưng không tìm ra sơ hở cái gì. Lưu Phong khó hiểu, bệ hạ luyện đan, tựa hồ cùng chuyện của ta không có quan hệ nhiều lắm. Dù sao không ai là không muốn trường sinh bất lão. Điện hạ, xin nghe ta nói. Tu Duyên sắc mặt ngưng trọng nói, điện hạ, ngươi nghĩ lại a, bệ hạ vì sao muốn trường sinh bất lão? Hắn không muốn nhường cái ghế của mình a. Tiểu đạo mặc dù luôn luôn không tham gia việc trong triều, nhưng là gần đây nhờ cơ duyên xảo hợp, cũng phát hiện nhiều bí mật không ai biết. Từ lúc tu luyện Thái Âm Bổ Dương Pháp Quyết, bệ hạ tâm tư đã dần thay đổi. Hắn thậm chí đã không muốn truyền ngôi cho hậu nhân, hắn muốn thiên thu vạn đại thống trị. Tu Duyên nói, bệ hạ đã giao Thất Sát quân đoàn cho Túc Vương. Tại sau lưng giúp đỡ hắn cùng Đông Cung và Yến Vương tranh đấu, mà hắn ngồi một bên hưởng lợi ngư ông. Cho nên, dưới loại tình huống này, nếu trước mặt hắn lên tiếng nhận thân phận, dám chắc sẽ đưa tới họa sát thân, cũng là cho hắn nhân cơ hội tạo thành lý do. Tu Duyên phân tích nói. Lưu Phong hơi kinh hãi, ý tứ của ngươi là, bệ hạ muốn xuống tay với Yến Vương, Đông Cung, hẳn là như thế. Tu Duyên nói, ta đã phân tích qua, bệ hạ đợi sau Không Viễn Trinh chấm dứt, đối với Đông Cung, Yến Vương động thủ. Có khả năng này, Lưu Phong ít nhiều có chút không tin, hắn là không có khả năng trường sinh bất lão. Hắn mà không tin sao? Tu Duyên cười khổ một tiếng, nói, lần trước ta diện kiến bệ hạ, hắn hoàn toàn dương dương đắc ý nói với ta, hắn là chân mệnh thiên tử, thiên mệnh sở quy, tất nhiên là trường thọ. Người điên, mẹ nó, hoàng cung, biến thái. Ngoài người đàn bà thái tử phi kia, tựa hồ lại có thêm một lão già điên. Chỉ là lão già điên này còn lợi hại hơn người đàn bà kia nhiều. Như thế nào thì nhân gia cũng là cửu ngũ chí tôn.
cái này chính là mù quáng. Lão hoàng đế đã thành gỗ mục, xương cốt thân thể đã tới lúc cuối, ngay cả là linh đan rượu dược thật, bây giờ cũng đã muộn. Bất quá nhân tính là tự tư cũng làm cho Lưu Phong chính thức hiểu một lần. Vì địa vị chí tôn của mình, lão hoàng đế ngay cả nhi tử và cháu của mình cũng không dung tha. Thật sự là bi ai à, hoàng gia quả thật không có thân tình. Tiểu thiên sư, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lưu Phong trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Tu Duyên thở dài một tiếng, chuyện càng ngày càng phức tạp, chúng ta trước hết để cho bệ hạ thanh tỉnh. Trước hết đánh tan giấc mộng trường sinh bất lão của hắn. Chỉ có hoàn thành bước này, sau đó chúng ta mới có kế hoạch, nhưng thế nào đem thân thế của ngươi nói với hắn. Dừng một chút, Tu Duyên thiên sư nói, điện hạ, ta biết ngươi tại Phong Thành có nhiều chuyện. Điều tra chuyện trường sinh bất lão này giao cho ta đi. Một khi có tin tức, ta sẽ phái người thông chi với ngươi. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, vậy cực cho thiên sư rồi, điện hạ khách khí quá. Tu Duyên chắp ta nói, tiểu đạo cũng chỉ là kế thừa di chí của sư tôn. Từ Khâm Thiên Giám quay lại, Lưu Phong tâm tình sung sướng, được sự trợ giúp của Tu Duyên, thật là một thu hoạch to lớn. Trở lại thiên thượng nhân gian, hắn rất nhanh lại được mộ tin tức tốt khác. Ân Quý Phi phái người đưa tới tin tức, nói là đã thuyết phục Tố Tố. Lưu Phong nhíu mày, cuối cùng thở ra một hơi dài. Không nói hai lời, vội vàng đi tới tẩm cung của Ân Quý Phi. Phong Nhi, ngươi đã đến rồi. Ân Quý Phi nhiệt tình nghênh tiếp, vội vàng dẫn hắn đi vào tẩm cung. Cô, Tố Tố đâu? Nàng thật sự tha thứ cho ta. Lưu Phong không nhìn thấy Ân Tố Tố, lo lắng hỏi. Ân Quý Phi mỉm cười nói, Phong Nhi không cần lo lắng, ta và Tố Tố đã nói chuyện, nàng tỏ vẻ sẽ không trách tội ngươi. Lúc này, nàng đang ở tiểu trù phòng đằng sau làm thức ăn cho ngươi chứ đâu. Phong Nhi, sau này ngươi phải hảo hảo đối xử với Tố Tố. Mấy ngày nay, nàng đặc ý đi theo các vị sư phó trong ngự trù phòng học làm điểm tâm. Lưu Phong mỉm cười thầm nghĩ, vậy là tốt rồi à. Cô, trù phòng ở đâu? Ta đi xem. Ân Quý Phi cười nói, nhìn ngươi gấp như vậy, Tố Tố nói, để cho ta cản ngươi, khi nào nàng làm tốt thức ăn sẽ mang đến. Ngươi lại đây bồi tiếp ta nói chuyện đi. Lưu Phong vốn còn muốn mau chóng gặp Tố Tố, nhưng là nghe Ân Quý Phi nói như vậy, cũng chỉ là tạm thời không đi gặp nàng. Phong Nhi, Tố Tố là hảo hài tử, ta không nghĩ nàng có thể tha thứ cho ta. Ân Quý Phi hỏi, sau chuyện này, ngươi nghĩ sao? Định làm sao bây giờ? Ngươi thấy quan hệ của chúng ta lúc đó thế nào? Mấy ngày nay Ân Quý Phi và Ân Tố Tố đã hoàn toàn cởi mở, lúc này nói chuyện với Lưu Phong cũng không có cố kỵ. Theo ý tứ của Ân Tố Tố, nàng đã có thể tiếp nhận quan hệ của Lưu Phong cùng Ân Quý Phi. Sự thật Ân Tố Tố cũng là bất đắc dĩ a. Cô của mình tại trong cung quá là khổ sở, nàng có thể không quản sao. Mẫu thân của Ân Tố Tố mất sớm, căn bản là do Ân Quý Phi chăm sóc. Cho nên, hai người tuy là cô cháu, nhưng thật ra tình cảm như mẫu tử. Cho nên Ân Tố Tố thật sự không đành lòng để cô tiếp tục cô lão trong cung. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 545, lại bị Tố Tố chứng kiến. Dù sao Lưu Phong vốn có nhiều đàn bà, dù có thêm cô cũng không phải là đại sự gì cho can. Để chuyện này cũng chỉ có thể trộm nghĩ vậy thôi, tuy nàng có thể hiểu thấu cũng không có nghĩa là người khác cũng nghĩ thông suốt. Ít nhất là cha nàng, Ân Nguyên Đạo chắc chắn sẽ không đồng ý. Ân Tố Tố chỉ biết cô của mình sáng sớm đã phái người thông chi cho Liễu Công Công đặc ý nói chủ phòng nấu ăn, dường như là muốn cho mình một sự bồi thường. Những món ăn sáng này đều là những thứ ngày thường Lưu Phong thích ăn nhất. Ân Tố Tố được cô trợ giúp đã mời các vị chủ sư tại ngự thiện phòng tới phụ nàng, hôm nay làm ra chính là sắc hương, ý, vị đều hoàn hảo. Cô, tâm tư của ngươi ta đều biết. Lưu Phong có chút kích động, liền nắm chặt lấy tay Ân Quý Phi, thật lòng nói, cô, ta đã nói ngươi là đàn bà của ta, mặc kệ mọi chuyện diễn ra thế nào ta cũng sẽ mang lại cho ngươi hạnh phúc. Ân Quý Phi âm thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra một vẻ mặt khó xử, rút tay ra nhẹ giọng nói, Phong Nhi, ngươi là đứa nhỏ tốt, chỉ cần ngươi nghĩ như vậy thì cô đã thập phần cao hứng, bất quá ngươi và ta thủy chung đều tồn tại một khoảng cách, ta dù sao vẫn là cô của Tố Tố, như vậy không ổn sao? Không có gì bất ổn cả,
chỉ là nàng sẽ phải là đàn bà của ta. Nếu là kiếp trước Lưu Phong quả quyết hắn sẽ không dám nói như vậy, nhưng bây giờ thời đại bất đồng. Hắn lúc này đã trở thành một nhân vật có thế lực cường đại, siêu thoát thế tục cho nên hắn sẽ không để ý tới cái nhìn của người khác. Theo hắn nói, chỉ cần lão tử nguyện ý là đủ, nếu kẻ nào không phục có thể tới gặp ta ha. Lưu Phong đưa tay ôm lấy Ân Quý Phi, ôn nhu nói. Chờ ta đi một thời gian, nàng và Tố Tố hãy ở trong cung này vài ngày, đợi phong thành ổn định ta sẽ giả trang tặc nhân đem bọn nàng chạy trốn. Đến lúc đó chắc chắn cũng không kẻ nào dám nghi ngờ ta cả. Phong Nhi, ngươi thật tốt. Thâm tình khiến cho hai, người không khỏi có chút kích thích, cũng may là đang ở phòng ngủ nên cũng không sợ bị người khác chứng kiến. Ân Tố Tố cùng Lâm Lang từ phòng bếp đi vào đại sảnh, không nhìn thấy Lưu Phong và Ân Quý Phi do dự một chút rồi hướng phòng ngủ đi tới. Mới đi đến cửa sổ liền nghe thấy tiếng rên rỉ hoan lạc bên trong. Đại sắc lang, Ân Tố Tố nhíu mày, trong lòng có chút ghen tuông. Nàng lặng lẽ tìm một vị trí thuận lợi, lấy hai ngón tay khe khẽ đục một lỗ trên màn của nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong phòng Lưu Phong quả nhiên đang ôm ấp Ân Quý Phi, hai người đang không ngừng kích tình. Lúc này tay của Lưu Phong đã ôm trọn bộ ngực đầy đặn của Ân Quý Phi không ngừng xoa bóp. Mà cô nàng hai mắt tràn ngập vẻ mê ly, nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình tận hưởng sự vuốt ve của Lưu Phong, mà đôi tay nàng cũng không cam lòng yếu thế đang thâm nhập vào giữa hai chân của Lưu Phong. Chứng kiến cảnh này Ân Tố Tố trong lòng vừa sợ vừa thẹn. Thật không nghĩ ra cô cũng biết làm như vậy. Trong trí nhớ của Ân Tố Tố thì cô tuyệt đối là một nữ tử mang nặng tính truyền thống, lại không nghĩ rằng ở phương diện này so với nàng lại còn thoáng hơn. Tiếp sau đó Lưu Phong nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của Ân Quý Phi, đôi tay tham lam không ngừng xoa bóp khiến Ân Quý Phi khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt tràn đầy dục vọng nhìn Lưu Phong. Hai tay ra sức đùa bỡn bổng bổng của Lưu Phong, thứ khiến nàng yêu thích không thể ngừng lại, trong miệng thi thoảng lại phát ra những tiếng thơ gấp, khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn và sung sướng. Ân Tố Tố trong lòng thầm thở dài một tiếng, nói thầm, như vậy quả nhiên có thể làm cô vui sướng, bất quá. Cô cũng đã chịu khổ nhiều rồi, nay ta cần gì phải hẹp hòi với nàng. Ân, ta làm sao vậy, không phải cũng đã tự nhủ sẽ cùng cô sao? Ân Tố Tố đã hiểu được tâm tình của chính mình, vẫn chỉ là cảm thấy có một chút lưỡng lự chưa thích nghi được. Trong khi đó Ân Tố Tố liền nghe được tiếng Lưu Phong nói, cô ngươi thật là ẩm ướt nha. Ân Quý Phi thẹn thùng gật đầu nói, Ân, Phong Nhi ta muốn. Nghe Ân Quý Phi không ngừng thốt ra dâm ngữ, Ân Tố Tố quả thực không tin tưởng vào lỗ tai của mình. Ngây ngốc một hồi nàng mới có thể hồi phục lại tinh thần, xem ra bất kể là cô hay là chính mình, khi ở trên giường đều cùng một bộ dáng, dường như lúc đó đàn bà đều giống nhau nha. Nghĩ thông, Ân Tố Tố trong lòng càng thêm nhẹ nhàng. Cô, hắn quả thật mang lại cho người niềm vui sướng, ta sẽ cùng nàng thờ chung một chồng. Ân Tố Tố cũng đã nghĩ thông, Ân Quý Phi sống trong cung luôn chịu cảnh buồn bực, luôn phải tranh đấu, cô quạnh sống như không sống. Quả thật đã khiến nàng chịu không ít đau khổ, nhưng bây giờ nhìn nàng, hoàn toàn là xuân tâm dâm đãng, phong tao mị cốt. Đang nghĩ tới độ xuất thần, đột nhiên một tiếng rên rỉ cao vút vang lên đưa nàng về với thực tại. Hồi phục lại tinh thần, nàng mới phát hiện Lưu Phong đã đưa tay xuống hạ thân của Ân Quý Phi, ngón tay không ngừng chậm rãi tiến vào u động. Thật là nhiều nước a. Lưu Phong rút đầu ngón tay ra rồi nói. Ân Quý Phi mặt liền đỏ lên, cũng không nói lại chỉ là hai tay vuốt ve bổng bổng tốc độ không ngừng tăng lên, cùng lúc đó thân hình cũng không ngừng vặn vẹo vẻ mặt dường như đã sớm động tình rồi. Nhìn xuân cảnh trước mặt, Ân Tố Tố trong lòng dân sinh ra một cảm giác khác thường. Nhất là làm nàng nghĩ tới hai người này đều là thân nhân của chính mình, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn cùng kích thích không thôi. Lúc này Ân Quý Phi đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, nàng đã được Lưu Phong đặt xuống giường, vẻ mặt đầy vẻ phong tao phóng đãn, cho dù là Ân Tố Tố đứng nhìn cũng không khỏi có chút thẹn thùng. Phong Nhi nhanh đến đây nào, ta không thể chịu được nữa rồi. Nghe được Ân Quý Phi chủ động đòi giao hoan, Ân Tố Tố liền mỉm cười không nghĩ tới cô còn có một bộ mặt như thế khi ở trên giường, liền thấy trong phòng. Bổng bổng của Lưu Phong đã tiến vào trong u động, một tiếng dâm ngữ nhất thời vang lên trong phòng, Ân Quý Phi liên tục rên rỉ cùng thở gấp, thỉnh thoảng lại truyền đến lỗ tai Ân Tố Tố đang đứng bên ngoài. Từ vị trí của Ân Tố Tố thì có thể xem tương đối rõ khung cảnh mê loạn trong phòng, mỗi khi Lưu Phong trùng kích đều có thể dễ dàng thấy được. Dần dần Ân Tố Tố cũng cảm thấy hạ thân nóng bỏng như có lửa,
Bất chi bất giác nàng liền cẩn thận nhìn nam nhân của mình cùng cô của mình hoan ái. Sau đó một tay liền tiến vào trong quần chậm rãi tự thỏa mãn. Vì để không cho người khác phát hiện nên Ân Tố Tố cố nén lòng hiếu kỳ để tiếp tục rình coi mà vội vàng rời đi, trở về phòng mình. Nằm ở trên giường, Ân Tố Tố trong lòng bối rối không thôi, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh cô và nam nhân của mình giao hoan. Càng nghĩ hạ thân của nàng càng như lửa đốt, nhịn không được lại đưa tay vào trong quần, nhẹ nhàng vuốt ve nơi ướt át của mình. Lưu Phong cùng Ân Quý Phi vẫn triền miên không nghỉ, bọn họ còn không biết rằng hành vi của mình đã bị Ân Tố Tố chứng kiến. Lưu Phong một bên không ngừng xoa bóp đôi tuyết lê trắng ngần, hạ thân lại không ngừng mạnh mẽ chuyển động, trong khi Ân Quý Phi hai gò má đỏ hồng, thân thể không ngừng vặn vẹo, hòa cùng động tác của nam nhân trên người mình, lại không ngừng rên rỉ kích thích. Động tác của Lưu Phong ngày một nhanh hơn khiến cho Ân Quý Phi không ngừng rên rỉ mãnh liệt, cuối cùng kêu lên một tiếng, nàng cùng Lưu Phong đã tới đỉnh bậc của sự sung sướng. Sau một hồi mây mưa, Lưu Phong liền ôn nhu vuốt ve thân thể của Ân Quý Phi. Ân Quý Phi thoải mái nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của hắn, Lưu Phong liền nhẹ nhàng vỗ đồn bộ đàn hồi của nàng, có thoải mái không? Còn muốn một lần nữa chăng? Phong Nhi, ngươi muốn giết cô sao? Ta đã mệt tới mức không thể dậy nổi mà ngươi vẫn còn muốn nữa sao? Ân Quý Phi trên mặt có chút đỏ lên, thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, sau cuộc mây mưa đảm khí của nàng so với trước lại nhỏ đi vài phần. Hai người mặc quần áo trở lại đại sảnh, trong khi Ân Tố Tố cũng đang hảo hảo dọn món. Về tới phòng khách thì thức ăn và rượu đã được bày biện. Bởi vì việc rình coi lúc nãy nên Ân Tố Tố nhìn Lưu Phong và Ân Quý Phi có chút mất tự nhiên. Lưu Phong và Ân Quý Phi cũng do có tật giật mình nên hào khí có phần mất tự nhiên, có chút xấu hổ. Lão công, chuyện gì ta cũng đều biết rồi. Ân Tố Tố thoáng do dự rồi lên tiếng trước. Ta không trách ngươi, cũng không trách cô. Lưu Phong cười hắc hắc nói, đa tạ lão bà đại nhân. Vừa nói vừa đi tới ôm Ân Tố Tố vào ngực mình, một tay ôm trọn phong nhũ của nàng. Nhẹ nhàng hưởng thụ, Ân Tố Tố liếc mắt lườm Lưu Phong một cái rồi đẩy tay hắn ra. Ngươi nha, không có một chút đứng đắn nào cả, quả là đại sắc lang. Lão công, ngươi nghe ta nói, ngươi và cô đã xảy ra quan hệ, như vậy tương lai của cô ngươi cũng phải phụ trách. Lưu Phong cố ý làm ra vẻ ủy khuất nói, lão bà đại nhân, ngươi không nên nói bậy, cô và ta kỳ thật vô cùng trong sạch. Ân Tố Tố hừ một tiếng, rồi nói, vừa rồi là kẻ đại sắc lang nào đem cô đặt dưới hạ thể mà khi dễ vậy. Nói tới đây, Ân Tố Tố không khỏi đỏ mặt, dù sao việc rình coi cũng là không đúng. Nói như vậy, Lưu Phong cùng Ân Quý Phi đã phát hiện ra, một tràng cảnh kích tình hí lộng vừa rồi đã bị Ân Tố Tố nhìn thấy. Ân Quý Phi vội nói, Tố Tố, xin lỗi. Ta, mặc dù muốn nói nhưng dù sao mình cũng là trưởng bối của nàng, một lời khó có thể nói ra. Chương 546, huyết ti lẻn vào phong thành. Ân Tố Tố vội vàng từ trong lồng ngực Lưu Phong đi đến ôm lấy Ân Quý Phi nói, cô, người cái gì cũng không cần nói. Từ giờ trở đi lão công là lão công của cả hai chúng ta. Ân Quý Phi nghe Ân Tố Tố nói như vậy ngược lại có chút thẹn thùng, mặt đỏ như cô gái hoài xuân. Lưu Phong thở dài một hơi, chuyện này cuối cùng cũng có được một cách giải quyết viên mãn. Hắn rốt cuộc cũng đã có thể an tâm hướng tới phong thành. Ăn cơm xong, Lưu Phong cũng không có lưu lại ôn tồn cùng cô cháu Ân Tố Tố mà cưỡi Phi Nhi trở về phong thành ngay. Phong thành đích xác đã đến giai đoạn mấu chốt, thân là chủ nhân hắn thật sự không thể rời đi lâu. Lần này trở lại kinh đô, mặc dù là do một tay lão hoàng đế đạo diễn nhưng là Lưu Phong cũng có không ít cái lợi. Chứ không kể đến việc Tu Duyên nói cho hắn một chút tin tức, giải quyết xong việc của Ân Quý Phi cũng làm cho hắn vui mừng không. Thôi, do sự lãnh đạo chính xác của Lưu Phong, thêm vào đó mọi người cùng cố gắng, lang yết chủ thể kiến thiết cơ bản đã hoàn thành. Dân cư thành thị so với trước đã nhiều hơn gấp 3 lần, bên trong thành thị đã hiện ra những mảng phồn hoa náo nhiệt, muôn màu muôn vẻ. Đương nhiên so với Lưu Phong tưởng tượng còn có một khoảng cách chênh lệch không nhỏ, bất quá hắn cũng không nóng nảy, dù sao La Mã cũng không phải một ngày là có thể tạo nên. Lang yết chủ thể kiến thiết hắn hoàn toàn dựa theo sự hài hòa của thành thị xã hội tiền thế mà tạo nên. Hắn thậm chí nghĩ tới vấn đề bảo vệ môi trường. Hai bên đường của những ngã tư đường chính đều trồng các loại cây mà kiếp trước có thể nhìn thấy. Cây cối hai bên đường đều mang một màu thanh sắc bên cạnh những tảng đá lớn hoặc hoa cương. Hơn nữa Lưu Phong còn đề xuất ra tư lộ để mọi người trong các khu dân cư
trên các trục đường chính của thành thị có thể vận chuyển và xử lý chất thải. Mặc dù về phương diện tài liệu không cách nào đạt tới tiêu chuẩn của kiếp trước, bất quá cũng không sai khác nhiều lắm, phòng trừng dưới sự quản lý tốt có thể dùng được 2 đến 3 năm. Đương nhiên, để có thêm nhiều tài liệu, Lưu Phong đã bắt đầu ra lệnh cho các ngành nghiên cứu. Cụ thể có thể thành công hay không thì đến bây giờ còn chưa thể biết được. Đương nhiên để có được một công trình lớn như thế Lưu Phong cũng phải bỏ ra không ít tiền của. Thời gian ngắn ngủi có mấy tháng hắn đã hao phí gần 400 vạn vạn lạng bạc. Tình huống của Phong Thành trước mắt, chi phí xuất ra chắc chắn vượt xa so với ngân lượng có thể thu vào. Thậm chí có thể nói tổng thu nhập gần như không đáng kể. Hiện tại ngân lượng cung ứng đều là từ thiên thượng nhân gian mà ra. Trước mắt thu nhập của Phong Thành ngoại trừ tiêu diệt cường đạo đoàn, tặc đạo đoàn lấy vật tư, căn bản không còn bất kỳ cách nào khác. Căn cứ chính sách của Lưu Phong, hiện tại không thể thu thuế của bách tính cũng như của thương gia. Trái lại, tại địa phương này, hắn còn phải xuất ra ngân lượng để giúp bách tính cùng với thương gia. Đối mặt với tình hình như vậy, Lý Vĩ Bác cũng không biết phải giải thích như thế nào cả, chỉ có thể nói với Lưu Phong tất cả đều là cơ hội. Lưu Phong cũng không vội, thiên thượng nhân gian cũng đang đi vào quỹ đạo, ngân lượng trong vòng 2, 3 năm tuyệt đối không thiếu. Mà phòng chừng 2, 3 năm nữa, Phong Thành sẽ bắt đầu đi vào quỹ đạo phát triển, sự chi trả của Phong Thành nhất định sẽ tăng lên. Hơn nữa hiện tại Phong Thành còn có 2 thế lực cường đạo đoàn rất cường đại. Nghe nói 2 cường đạo đoàn này mỗi đoàn đều phú khả địch quốc, chỉ cần tiêu diệt chúng, không lo không có tiền. Ngoại trừ việc này còn có một việc cần đích thân Lưu Phong giải quyết. Muốn nơi này phát triển tốt, Long Mạch cũng không thể coi thường. Vốn tại kiếp trước, Lưu Phong cũng không tin có quỷ thần, loại phong thủy này đích thị là trái với khoa học. Nhưng là tại đây thì khác, hắn phát hiện điều này quả thật tồn tại. Trước không nói, hiện tại cái gọi là quỷ hắn cũng đã nhìn thấy, hơn nữa quỷ cũng đã làm chuyện đó rồi. Lang Yết nằm gần kề khu vực chiến trường cổ xưa, Lưu Phong đã cân nhắc ngay khi có thể sẽ đến tận nơi để xem có hay không có biện pháp giải quyết triệt để. Nếu những quỷ hồn này được giải quyết tốt, phong thủy của Lang Yết cũng sẽ tốt hơn. Bất quá việc này cũng không thể vội vàng, hắn cần tìm một cao thủ về trận pháp. Một vấn đề khác, Lưu Phong còn đang đợi Tam Sư Tôn Nghê Thường hiện thân. Hắn nhớ rõ Tam Sư Tôn tại phương diện trận pháp đích thật không vừa, hy vọng có được sự trợ giúp của nàng tại vùng chiến trường cổ xưa này bày bố một cái huyền linh đại trận để bức quỷ hồn hiện thân. Nói đến cũng thật là không may mắn. Với những dân thường trong quá khứ, hơn phân nửa bọn họ đều bị quỷ hồn hiện thân tao nhiễu, thậm chí đe dọa. Nhưng phàm là người tu chân, bọn chúng tự giống như xúc đầu ô quy, chẳng biết chúng ẩn nấp nơi nào, cũng chẳng biết khi nào chúng sẽ xuất hiện. Mẹ nó, chờ xem lão tử thu thập các ngươi như thế nào. Ngày Lang Yết đã phát triển đến mức phồn vinh, trên các ngã tư đường chính, người đi đường ồn ào náo nhiệt, đích thực là cảnh tượng phồn vinh. Hai bên đường, các thương gia đến đi tấp nập, thành thị cũng đã bắt đầu hình thành. Đông Nhai Khẩu, một người bộ dáng phú thương mập mạp với đôi mắt nhỏ, một bên đang chậm rãi đi tới, một bên đang nhìn cửa hàng bốn phía xung quanh. Đột nhiên cước bộ của hắn dừng tại trước cửa của một tửu lâu mang tên Dương Danh Tứ Hải. Người đàn ông mập mạp nọ đích thị mang bộ dáng quỷ quỷ túy túy, hắn sờ sờ cái bọc hành lý. Hơi kinh tâm nhìn bốn phía xung quanh, xác định không có ai khả nghi, hắn mới ho khan vài tiếng rồi chậm rãi bước vào tửu lâu. Giờ ăn cơm chưa vừa qua khỏi, khách nhân trong quán còn lại rất ít, trung niên lão bản cũng dựa vào quầy chợp mắt. Con mắt nửa khép, vẻ mặt mang theo tia tiếu ý, vừa nhìn đã biết hôm nay đích thị sinh ý rất tốt. Mấy người tiểu nhị chính đang dọn dẹp những đồ mà khách nhân bỏ lại. Mặc dù lão bản đang ngủ nhưng bọn chúng không ai dám lười biếng cả. Thật sự cũng cần phải cảm ơn Lưu Phong. Vì việc phát triển Lang Yết nhanh hơn, Lưu Phong cũng cố ý tạo nên một cuộc sống có tiết tấu nhanh hơn. Những người sống ở nơi này, bất kể là thương nhân hay chỉ là dân thường, cả ngày đều căng thẳng giống nhau, cuộc sống vô cùng bận rộn. Bất quá không ai kêu ca khổ sở, bởi rất nhiều người hiểu được mỗi ngày đều như vậy, cuộc sống sẽ rất đầy đủ. Nghe được tiếng bước chân khách nhân vào cửa, lỗ tai lão bản tựa hồ giật giật, vội vàng mở to mắt, cười hô, có khách đến, rất vui được đón tiếp quý khách. Theo thói quen, tiểu nhị ân cần hỏi, xin hỏi vị khách quan muốn ăn uống ở nơi này hay thuê phòng? Ta muốn một phòng trên lầu, vị khách nhân mập mạp vô tình liếc lão bản một cái. Điếm lão bản tựa hồ nhận thấy, sắc mặt hơi đổi, vội nói, Vượng Tài, ngươi tiếp tục công chuyện ở đây,
ta lên lầu tiếp vị khách quý này. Nói xong điếm lão bản theo cầu thang lên lầu 2, vừa vào phòng liền đóng hết cửa sổ và cửa phòng lại. Xác định hết thảy an toàn mới hướng vị khách nhân mập mạp cung kính thi lễ, địa huyết đại nhân, ngài đã tới. Bị gọi đích danh địa huyết, lão nhân mập mạp khoát khoát tay, thân phận ta hiện tại chỉ là lão bản Đỗ Lệ. Hoa cô tử đích thân xuất lãnh nhân viên tình báo tại Kinh Đô, đó đều là nhưng tinh anh, ngươi phải thật cẩn thận, đừng để lộ thân phận. Đỗ lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Điếm lão bản cũng là người cơ trí, trong khi nói chuyện đã thay đổi cách xưng hô. Ta đến đây là muốn tìm hiểu một chút là kế hoạch tiến triển thuận lợi đến đâu, thuận tiện cũng cho các ngươi một chút tính toán cho kế hoạch. Trước hết hãy nói kế hoạch tiến triển ra sao rồi. Địa huyết lạnh nhạt nói. Điếm lão bản không dám chậm trễ, vội vàng nói, Đỗ lão bản căn cứ chỉ thị của người, chúng ta đã có hơn 100 nhân thủ trà trộn vào thủ bị quân đoàn cùng thành kiến quân đoàn. Chỉ có thần thánh quân đoàn là không cách nào tiến vào được. Địa huyết nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội quát, hỗn trướng, điểm mấu chốt là thần thánh quân đoàn, vào không được căn bản là không ảnh hưởng đến đại cục. Thời gian dài như vậy, các ngươi tột cùng là làm cái gì? Điếm lão bản thấy địa huyết tức giận, trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ sợ hãi, Đỗ lão bản, người, trước đừng nóng giận, nghe ta nói. Thần thánh quân đoàn chiêu thu đặc biệt nghiêm khắc, trước mắt chỉ lấy hai loại người, một là hắc ám võ sĩ, hai là phượng vệ. Mà hai loại người này cũng là từ thần thánh quân đoàn huấn luyện trực tiếp trúng tuyển. Chúng ta đến bây giờ cũng không tìm được cơ sở huấn luyện trên mặt đất. Bất quá xin người yên tâm, tổng đốc phủ, thủ bị phủ đều đã có nhân thủ chúng ta trà trộn vào, phòng trừng không bao lâu, chúng ta có thể nghe ngóng được tình huống cụ thể. Hiện tại xin Đỗ lão bản cho chúng ta thêm một chút thời gian. Địa huyết nghe xong điếm lão bản giải thích, sắc mặt có chút hỏa hoãn. Nói ngay, Nhạc Sơn, ta biết trà trộn vào thần thánh quân đoàn tương đối khó khăn, nhưng là ngươi cũng nên nghĩ nhiều biện pháp. Điều này ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta. Được rồi, cứ điểm tình báo thành lập như thế nào rồi? Điếm lão bản vội trả lời, tình báo tổ chức thành lập tương đối thuận lợi, nhóm đầu tiên đã di dân tới. Bây giờ chỉ cần lấy được quyền cư dân hợp pháp ở Phong Thành, chúng ta sẽ thành lập cố định các cứ điểm tình báo, cơ bản có thể thực hiện được nhiệm vụ tình báo hàng ngày. Ân, không sai. Địa huyết suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi xem Lưu Phong người này thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 547, Lý Hương Quân bức hôn. Điếm lão bản giơ ngón tay cái lên, tán dương, tuy Lưu Phong là địch nhân của chúng ta, nhưng ta không thể không công nhận, hắn đích thực là nhân tài khó gặp, làm ta mở rộng tầm mắt. Thử nghĩ xem Lang Yết trước kia là bộ dạng gì, hiện tại thì sao? Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã làm Lang Yết biến đổi lớn, từ địa ngục trở thành thiên đường. Đúng vậy, Lưu Phong người này ngay cả chủ công cũng rất là tán thưởng. Ngươi nghĩ có nên hay không khả năng biến hắn thành hậu duệ? Địa huyết hỏi. Điếm lão bản hơi kinh hãi, thầm nghĩ, vị chủ nhân này cũng thật mơ mộng viển vông. Tổ chức từ cao đến thấp ai cũng biết lợi hại của Lưu Phong, đừng nhìn tu vi hắn chỉ ở kim đan kỳ, nhưng thiên địa huyền hoàng bốn vị đại gia, phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều này, điếm lão bản nghĩ ra một lý do, nói, Đỗ lão bản, nhiệm vụ này coi bộ rất khó, thuộc hạ chỉ sợ không thể hoàn thành. Ngu xuẩn, ai bắt ngươi hoàn thành? Địa huyết hừ một tiếng nói, Lưu Phong kia lực lượng cá nhân mạnh, cho dù ta tự thân xuất mã, cũng không có khả năng thành công. Điếm lão bản trong lòng thầm hừ hừ, ngươi cũng tự biết mình đó chứ. Tốt lắm, giờ không nói việc này nữa. Địa huyết đổi chủ đề, nói, Nhạc Sơn. Ta hiện tại muốn nói cho ngươi biết một sự tình trọng yếu. Chúng ta cùng Thánh Sơn đã đạt thành hiệp nghị, sau này sẽ kết thành liên minh. Chẳng qua để rõ thành ý của chúng ta, bên Thánh Sơn cần chúng ta làm một chuyện. Sắc mặt địa huyết trầm xuống, nghiêm chỉnh nói, điếm lão bản biết có đại sự, vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe. Căn cứ theo tình báo của Thánh Sơn cung cấp, Thánh Sơn tả thánh nữ cùng thánh mẫu hôm nay đang ở Phong Thành. Địa huyết âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cần giết chết các nàng, làm qua gặp mặt lần đầu chúng ta cùng Thánh Sơn liên minh. Điếm lão bản hơi kinh hãi, Đỗ lão bản, đàm phán của chúng ta không phải là cùng thánh nữ tiến hành sao chứ? Như thế nào mà bây giờ? Thánh Sơn thế cục có biến, hôm nay chân chính cầm quyền chính là Thái Thượng Hộ Pháp.
Người này dã tâm rất lớn, hắn muốn phế trừ thánh nữ để chính mình lên nắm quyền. Chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Địa huyết giải thích đơn giản một chút. Điếm lão bản toàn thân toát mồ hôi lạnh, cái này cũng không phải là chuyện tốt gì. Tả thánh nữ kia cùng thánh mẫu cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp. Ta biết tâm tư của ngươi, chẳng qua ngươi cũng không cần phải lo lắng, nhiệm vụ lần này bên Thánh Sơn cũng sẽ ra tay. Phòng trừng qua vài ngày, cao thủ của tòa án thánh giáo cũng sẽ tiềm nhập vào Phong Thành, đến lúc đó các ngươi có thể hợp tác với nhau. Để đầu óc ngươi thư giãn một chút đi, sự tình không có khó khăn như ngươi tưởng tượng đâu. Kẻ này ta cũng gặp qua vài lần, tu vi cũng được. Sau khi địa huyết rời khỏi Tửu Lâu danh dương tứ hải, lập tức đi tới một con đường khác, đi vào một tiệm vải gần sát đường. Tiến vào tiệm vải, hắn rất nhanh được một người hầu dẫn vào mật thất đặc chế của tiệm vải. Ngọn đèn trong mật thất chỉ lờ mờ, một lão già mặc đồ đen có vẻ như đã đợi địa huyết từ lâu. Lão già có hình dạng rất thần bí, cả người đều ẩn trong bóng tối. Địa huyết quỳ xuống, nói, ti chủ đại nhân, địa huyết, ngươi đứng lên rồi hãng nói. Đúng rồi, tình huống của Nhạc Sơn bên kia thế nào? Địa huyết đứng lên, cung kính nói, ti chủ đại nhân yên tâm, kế hoạch vẫn đang tiến hành ổn thỏa, chính là bên thần thánh quân đoàn xuất hiện một ít trở lực. Chẳng qua thuộc hạ đánh giá vấn đề không lớn. Kiến lập tổ chức tình báo cũng đã đạt được hiệu quả chúng ta mong đợi. Hôm nay cả Phong Thành đều nằm dưới sự giám thị của chúng ta đang chờ đợi cuộc chiến phá hủy Phong Thành. Hắc Y lão già cười nói, trước tiên không cần vội, chờ một chút, đợi cho Lưu Phong xây dựng lại Phong Thành xinh đẹp, lớn mạnh hơn một chút chúng ta mới động thủ. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta nắm giữ Phong Thành, chúng ta có thể không cần ẩn náu dưới trướng của chủ công nữa, đến lúc đó chúng ta có thể có thiên địa của riêng mình. Địa huyết khao khát nói, Hắc Y lão già cười nói, đúng thế, huyết ti chúng ta là truyền thừa của huyết tộc cao quý, chúng ta là quý tộc. Chúng ta không nên nương nhờ dưới ta nhân loại, chúng ta phải kiến lập vùng đất cho riêng mình. Đúng rồi, địa huyết, trước khi việc này thành công, ngàn vạn lần đừng để chủ công phát hiện một chút gì. Các ngươi phải giống như lúc trước, đối với chủ công thập phần trung thành. Kỳ thật nghĩ lại, huyết ti chúng ta có được ngày hôm, chủ công cũng giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không phải chúng ta khao khát tự do, ta cũng không muốn phản bội hắn. Hắc Y lão giả tựa hồ có chút thương cảm. Ti chủ đại nhân, ta biết ngài là người trọng tình nghĩa. Nhưng vì tương lai và tự do của huyết ti chúng ta sớm muộn cũng sẽ đi trên con đường này. Ngoài ra, đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta đã vì chủ công mà làm rất nhiều việc rồi. Đúng, cho dù còn nợ ân tình, chúng ta cũng đã trả đủ rồi. Chỉ là làm người phải lưu lại đường sống. Hắc Y lão già nói, trước khi chưa phá hủy Phong Thành, huyết ti chúng ta vẫn là thuộc hạ trung thành nhất của chủ công. Vạn nhất tương lai chúng ta có thất bại, cũng vẫn có thể tiếp tục quy củ củ làm thuộc hạ của chủ công. Địa huyết không cho là đúng, ti chủ đại nhân, chúng ta sẽ không thất bại. Hắc Y lão già mỉm cười, chỉ mong như thế, chính là nhưng Lưu Phong kia quả thật không dễ đối phó. Ti chủ đại nhân, chúng ta có phải sẽ ở Phong Thành bắt đầu phát triển mạnh hậu duệ? Địa huyết xin ý kiến nói. Hắc Y lão già suy nghĩ một chút, nói, trước tiên tạm thời không nên gây ra động tĩnh quá lớn. Đợi cho người của chúng ta tiến nhập vào nhiều hơn một chút, đến thời điểm nắm chắc bảy thành sẽ bắt đầu phát triển hậu duệ, nếu không sẽ dễ đánh rắn động cỏ. Nói xong Hắc Y lão già đột nhiên ho khan vài tiếng, ti chủ đại nhân, thân thể của người. Địa huyết có chút khó nói, đại nhan, đều trách ta vô dụng, không thể tìm được linh dược, chữa khỏi cho thân thể của người. Địa huyết, kỳ thật ngươi đã làm hết sức rồi. Sau khi ho vài tiếng, thanh âm của Hắc Y lão già hơi khàn khàn, thân thể ta các ngươi không cần lo lắng, tuy ta không thể khôi phục hoàn toàn trạng thái, nhưng cũng sẽ không chết. Tốt lắm, ngươi trở về tiếp tục làm việc của mình đi. Yên lặng một lúc, Hắc Y lão già ra lệnh tiễn khách. Địa huyết vội vàng cung kính quỳ xuống dập đầu, nói, ti chủ đại nhân, thuộc hạ không quấy rầy người nữa. Qua vài ngày nữa thuộc hạ lại hồi báo cho người. Địa huyết đi rồi, Hắc Y lão già ho khan càng ngày càng dữ. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, buồn bã nói, phá hủy Phong Thành nào có đơn giản như vậy. Tòa án thánh giáo đến, trước tiên đã bị Lý Hương Quân nhận thấy được. Nàng biết, Thánh Sơn đã bị Thái Thượng Hộ Pháp nắm trong tay hoàn toàn. Khuynh Thành cùng nàng đã trở thành đối tượng phải bị thanh trừng của lão già kia. Lực lượng cùng thủ đoạn của tòa án thánh giáo Lý Hương Quân rất rõ ràng.
trong đó thậm chí còn có đệ tử nàng tự mình dạy dỗ. Chẳng qua, dù hắn có là đệ tử của nàng, khi gặp nàng hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì, trong tòa án đều là thành viên tông giáo cuồng nhiệt, trong mắt bọn họ không có cái gọi là cảm tình, bọn họ chỉ trung thành với giáo nghĩa. Lý Hương Quân biết lực lượng của nàng cùng Khuynh Thành tuyệt đối không thể cùng tòa án đối kháng. Nếu muốn sống sót trong cuộc thanh trừng của tòa án, phải nhờ lực lượng của Lưu Phong giúp đỡ. Lý Hương Quân cho rằng, cần phải nhanh chóng giải quyết hôn sự giữa Lưu Phong và Khuynh Thành, có như vậy, Thánh Sơn phỏng trừng sẽ có chút cố kỵ. Đồng thời, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem Lưu Phong cùng các nàng ràng buộc lại với nhau. Bởi vậy, nàng đi tìm Lưu Phong. Hầu gia, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng hôn sự với Khuynh Thành. Vừa gặp mặt, Lý Hương Quân nói luôn vào việc chính. Lưu Phong lạnh nhạt cười, mỹ nhân tỷ tỷ vội vã thôi hôn như vậy. Chẳng lẽ là gặp chuyện gì khó xử sao? Không có. Lý Hương Quân nói, Khuynh Thành nha đầu kia thích ngươi. Hơn nữa, ta thấy ngươi cũng được, vì thế mới luôn hướng tới ngươi để thân. Ngươi phải biết rằng, trên đời này có không biết bao nhiêu nam nhân muốn thành thân cùng Khuynh Thành. Đáng tiếc a, nha đầu kia lại trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Trừ ngươi ra, nó đối với nam nhân khác không có hứng thú. Giải thích câu Khước Vu Sơn Bất Thị Vân là trong hai câu, Hội Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Có nghĩa là, muốn qua biển rộng ngại nước lớn, khó để quay lưng mây núi vu. Đại khái nghĩa chắc là không thể cầm lòng trước vẻ đẹp. Hết giải thích, thì sao? Lưu Phong không cho là đúng, hắn mới không vội. Xem tình huống, Khuynh Thành nương bì kia cùng Lý Hương Quân chắc gặp phải phiền toái. Để càng lâu, càng cấp thiết thì càng có lợi cho hắn. Lý Hương Quân nghe vây, sắc mặt phát lạnh, ngữ khí mang theo sự tức giận, hầu ra, hôn lễ này, người phải đáp ứng. Nói xong một cỗ khí thế cường đại nhất thời hướng Lưu Phong ảo tới. Lưu Phong thần sắc khẽ run, âm thầm cười lạnh, quanh thân khí tức tản ra đỡ lấy. Lý Hương Quân khẽ biến sắc, cảm giác chấn động trong lòng. Tiểu tử này so với ta còn cao minh hơn. Nghĩ vậy, nàng vội thu hồi khí thế. Lưu Phong cười, đồng thời cũng thu liễm khí tức, lạnh nhạt nói, mỹ nhân tỷ tỷ, thành thân phải cần tình yêu, ta cùng Khuynh Thành vẫn còn khoảng cách, thực chưa có phát sinh tình yêu. Cho nên yêu cầu của ngươi ta không thể đáp ứng. Lý Hương Quân hừ một tiếng, nói, nam nhân đều là ngụy quân tử, ai chẳng biết trong lòng ngươi cả ngày nghĩ đến cùng Khuynh Thành trên giường. Thì sao? Lưu Phong thản nhiên nói thật, ta còn muốn cùng ngươi trên giường đấy. Nhưng ta chưa chắc đã muốn lấy ngươi. Tốt lắm, ta nói không lại được ngươi. Lý Hương Quân nhíu mày nói, ngươi vừa nói cũng không hoàn toàn đúng. Thành thân đâu phải đều có tình yêu mới được, hầu ra chẳng lẽ không có nghe qua, trên đời còn có đám cưới trên danh nghĩa sao? Chương 548, trong lúc cùng mỹ nhân tỷ tỷ mập mờ. Đám hỏi, Lưu Phong cười nói, đám hỏi có thể cho ta chỗ tốt gì? Quyền lợi, Lý Hương Quân nhàn nhạt nói. Lưu Phong lạnh nhạt cười, ngươi nghĩ hấp dẫn như vậy ta sẽ tiếp nhận sao? Lý Hương Quân cười nói, thấy quyền lợi trước mắt rất ít người do dự. Lưu Phong lắc đầu lại gật đầu, không sai, quyền lợi quả là thứ tốt. Nhưng là, ta nắm giữ quyền thế, dám chắc có thể dựa vào chính mình mà không cần nhờ người khác. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì cho ta quyền lợi? Nếu ngươi có thể giúp chúng ta đoạt lại sự khống chế Thánh Sơn, tương lai tất cả tư nguyên của Thánh Sơn ngươi đều có thể vô tư sử dụng. Ta biết dã tâm của ngươi, Thánh Sơn bây giờ ít nhất nắm giữ 50 vạn nghĩa quân tả hữu. Đến lúc đó, chỉ cần Khuynh Thành một lần nữa nắm giữ quyền lực cao nhất Thánh Sơn. Vậy 50 vạn đại quân kia có thể cho ngươi sử dụng. Tin tưởng, 50 vạn đại quân kia đối với dã tâm của ngươi sẽ trợ giúp rất lớn. Lý Hương Quân hấp dẫn nói, nghe không tệ a, Lưu Phong quả thật có chút động tâm. Nếu theo như lời Lý Hương Quân, nếu thế lực thánh giáo có thể cho hắn sử dụng, quả thật là một trợ lực không nhỏ. Để ta nghĩ lại, Lưu Phong chính là không muốn đáp ứng nhanh chóng như vậy. Lý Hương Quân thấy Lưu Phong có ý làm khó dễ, môi mím một cái, chậm rãi đi tới, tự động tiến vào trong lồng ngực Lưu Phong. Bàn tay trắng nõn nà hướng xuống dưới chân của hắn, vuốt ve bổng bổng. Ta có thể lấy tay giúp ngươi thoải mái, đáp tạ ngươi, được không? Lưu Phong cười hắc hắc, người đàn bà này cũng thông minh, biết tâm tư lão tử, chỉ là không có lên. Giường, chỉ làm như vậy một chút, tựa hồ vẫn còn không thể nào đủ. Không đợi Lưu Phong há mồm.
Lý Hương Quân đã nói, đây là giới hạn của ta, ngươi muốn cùng ta lên giường, vậy thì quên đi. Lưu Phong thoáng do dự một chút, lạnh nhạt cười, được rồi, ta đáp ứng. Bất quá, mời ngươi lấy tay ra, ta là một nam nhân đứng đắn nghiêm chỉnh. Lý Hương Quân tựa hồ có chút kinh ngạc, cười hỏi, ngươi đừng cho ta. Quên đi, cưỡng ép là không tốt, ta không thích miễn cưỡng người khác. Đến khi nào ngươi cam tâm tình nguyện phục vụ ta, ta lại hưởng thụ ôn nhu của ngươi đi. Lưu Phong nhàn nhạt nói. Lý Hương Quân bàn tay trắng nõn nà rất nhanh vuốt ve vài cái, khiến cho Lưu Phong thiếu chút nữa rên lên. Tại lúc hắn cực kỳ thoải mái, nàng thả tay ra. Bên trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một ánh mắt danh mãnh. Uy, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi như thế nào dừng lại? Lưu Phong bất mãn nói. Lý Hương Quân nhìn bộ dáng khó chịu của Lưu Phong, hé miệng cười, không phải ngươi nói không nên sao? Nếu ngươi muốn, bây giờ nói với ta, ngươi muốn ta không có khả năng không cho ngươi làm. Ngươi không muốn ta cũng không có khả năng bắt ngươi làm. Lưu Phong nghe vậy, một trận buồn bực, nàng không phải Đường Tăng chuyển thế sao? Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi có thể hay không an tĩnh một chút? Được rồi, ta không muốn, ta không muốn nữa, vậy được chưa? Lưu Phong vội vàng ngắt lời nàng. Tốt a, dù sao cũng là ngươi nói không muốn. Lý Hương Quân mỉm cười nói, vẻ mặt nhìn thế nào cũng thấy có chút đắc ý. Đáng chết, đồ đệ là ma nữ, sư tôn tự nhiên chính là đại ma nữ. Lưu Phong cảm giác chính mình bị người ta lừa gạt. Lưu Phong trong lòng có chút tức giận, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi lừa ta a. Lý Hương Quân mỉm cười nói, giỡn với ngươi một chút. Ngươi đừng nóng giận a. Tóm lại ngươi đã đáp ứng hôn sự với Khuynh Thành. Ngươi hẳn không đổi ý chứ chứ. Lưu Phong không tức giận nhìn thoáng qua Lý Hương Quân, nói, yên tâm đi, nếu ta đã đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, ngươi đừng quên điều đã đáp ứng. Đến lúc đó, hết thảy tư nguyên của ma giáo các ngươi đều phải ủng hộ ta. Là thánh giáo không phải ma giáo. Lý Hương Quân bất mãn chỉnh lại. Hừ, chính là ma giáo. Lưu Phong khó chịu nói, Khuynh Thành là tiểu ma nữ, ngươi là đại ma nữ, đương nhiên là ma giáo. Vậy Khuynh Quốc đâu? Nàng cũng là tiểu ma nữ. Lý Hương Quân có ý châm chọc. Khuynh Quốc. Lưu Phong vẫn còn không có phản ứng lại, phải mất một hồi mới hiểu được Khuynh Quốc chính là Kim Vận. Kim Vận đương nhiên không phải là ma nữ rồi. Lưu Phong mặt dày nói, Kim Vận theo ta lâu như vậy, đã sớm từ ma nữ biến thành tiên tử rồi. Mỹ nhân tỷ tỷ, có muốn biến thành tiên tử không? Lưu Phong hắc hắc cười nói, không bằng đêm nay ta sẽ dạy ngươi như thế nào biến thành tiên tử. Ngươi đi chết đi. Nhìn Lưu Phong ánh mắt đầy sắc mị, Lý Hương Quân biết trong lòng hắn là cái chủ ý gì, nhất thời trợn mắt nhìn hắn. Vài lần. A a, đừng nóng giận, nói giỡn thôi, nói giỡn thôi. Lưu Phong ý tứ bất hảo nói, mỹ nhân tỷ tỷ, kỳ thật ta đối với lão bà không có cái gì hứng thú. Ngươi chết đi à. Cái này Lý Hương Quân hoàn toàn bạo nộ. Ngươi có thể sờ ta, ngươi có thể chiếm tiện nghi của ta, ăn đậu hủ của ta, nhưng là ngươi không thể nói ta là lão bà. Lý Hương Quân không biết từ lúc nào đã lấy ra một thanh bích lục kiếm tiên, giơ kiếm hướng Lưu Phong đâm tới. Lưu Phong thấy đã lớn chuyện, vội vàng bồi tội, mỹ nhân tỷ tỷ. Ta thật sự là nói giỡn thôi, ngươi xinh đẹp như tiên tử, như thế nào mà lão chứ? Ai đó cũng biết, ngươi cùng Khuynh Thành đứng chung một chỗ, giống như là tỷ muội. Ừ. Vì đại cục, Lý Hương Quân chính là vẫn còn nén lại tức giận trong lòng, chọn thời gian thích hợp, ngươi và Khuynh Thành định thân. Chờ các ngươi định thân rồi, ta chính là trượng mẫu tương lai của ngươi, xem ngươi sau này còn dám phóng tứ. Lý Hương Quân đắc ý cười nói, mấy ngày hôm trước, ta đã nhận Khuynh Thành làm con gái nuôi. Lưu Phong hắc hắc cười gian, trong lòng thầm nghĩ, cũng tốt có tầng quan hệ này, tương lai thay đổi, chẳng phải càng thêm kích thích. A a, thích a. Nhìn bộ dáng dâm tiếu của Lưu Phong, Lý Hương Quân không khỏi trong lòng phát lạnh, xú tiểu tử, ngươi sẽ không có chủ ý với trượng mẫu chứ. Lưu Phong sắc mặt vừa chuyển, bộ dáng nghiêm trang, cười nói, a a, mỹ nhân tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta như thế nào làm ra cái chuyện này. Không cho phép ngươi gọi ta là mỹ nhân tỷ tỷ, từ giờ trở đi, ngươi phải gọi ta là mỹ nhân trượng mẫu. Lý Hương Quân cố ý muốn làm trưởng bối Lưu Phong. Đợi khi định thân rồi nói tiếp đi, Lưu Phong không thể như vậy dễ dàng chịu thua. Được rồi, có chuyện quên nói cho ngươi biết. Lý Hương Quân sắc mặt có chút lo lắng, Thánh Sơn hôm nay đã hoàn toàn bị Thái Thượng Hộ Pháp nắm giữ.
hắn đã phái nhiều nhân tài trong thánh giáo tới phong thành truy giết chúng ta. Mấy ngày nay, an toàn của ta và Khuynh Thành giao cho ngươi phụ trách. Ngày mai ta sẽ ở phong thành phát tán tin tức ta và Khuynh Thành định thân. Lý Hương Quân nói, thánh giáo đối với ngươi có chút kiêng kỵ. Phỏng chừng nhân tài trong thánh giáo đã biết quan hệ của chúng ta, chắc sẽ không khinh thường mà vọng động. Ra vậy, Lưu Phong cuối cùng hiểu được, đề thân chó má gì chứ. Rõ ràng là muốn kéo mình lại một chỗ để ứng phó người trong thánh giáo. Lưu Phong chút nữa tức muốn nghẹt thở, vẻ mặt tức giận nhìn mỹ nữ thục phụ đang cười gian trước mặt, mỹ nhân tỷ tỷ quả là giỏi tính kế. Như thế nào gọi là mưu kế? Lý Hương Quân giải thích nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta đánh bại Thái Thượng Hộ Pháp, chúng ta một lần nữa khống chế Thánh Sơn. Những điều ta hứa hẹn trước kia vẫn còn hữu hiệu. Được rồi, Thái Thượng Hộ Pháp chính là lão quái vật có lực lượng nguyên thần hậu kỳ. Ngươi cần phải chuẩn bị tư tưởng. Lý Hương Quân nhắc nhở một câu. Nguyên, thần hậu kỳ, thiên A, đúng là đụng đá tảng rồi. Lưu Phong một trận buồn bực, đã sớm nghĩ chuyện không dễ xử lý như vậy. Bây giờ tốt rồi, nguyên thần hậu kỳ cao thủ. Lưu Phong thật muốn cho chính mình hai cái bạt tai. Cái gì gọi là tự làm tự chịu? Đây là cái gọi là anh hùng na quá mỹ nhân quan. Bất quá chỉ là Lý Hương Quân vuốt vuốt tiểu đệ đệ vài cái thôi sao? Kết quả lại hy lý hồ đồ đáp ứng. Phải biết rằng bây giờ chiến đấu lực mạnh nhất của Lưu Phong chỉ có thể cùng nguyên thần sơ kỳ, trung kỳ cao thủ quyết đấu. Lão quái vật kia chính là hậu kỳ A. Trung kỳ và hậu kỳ tựa hồ khác biệt không lớn, nhưng là Lưu Phong rất rõ ràng. Chiến đấu lực hai bên khác nhau không chỉ là một tinh nửa điểm. Cảm nhận được tâm tình biến hóa của Lưu Phong, Lý Hương Quân thở dài nói, nếu ngươi cảm thấy khó khăn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Giống như là ngươi nói, cưỡng ép là không tốt. Tội là tội cho Khuynh Thành, đứa nhỏ này mệnh khổ a. Lý Hương Quân buồn bã nói gì thì nói. Khuynh Thành cũng là cô gái đáng thương. Bởi vì không phải chị cả, cho nên vừa sanh ra, địa vị so với Khuynh Quốc thua một bậc. Nhưng Khuynh Thành cũng là nữ tử quật cường, nàng vẫn luôn cố gắng, hy vọng có thể vượt qua tỷ tỷ. Từng vì tu luyện, nàng chịu được nỗi thống khổ người khác không thể chịu được. Mấy năm nay nhẫn nại chịu đựng. Vốn nàng muốn kế thừa di chí mẫu thân, mang theo thánh giáo nhất thống thiên hạ, nhưng là bây giờ. Quên đi, không nói nữa. Qua hôm nay, ta và Khuynh Thành sẽ rời khỏi nơi này. Nếu ngươi gặp qua Khuynh Quốc nhớ nói chuyện chúng ta, hy vọng nàng có thể báo thù cho chúng ta. Lưu Phong không nói gì, Lý Hương Quân này nói nhảm quả là có tình. Còn có câu nói cuối cùng kia, để cho Khuynh Quốc vì các nàng báo thù. Cái này không phải làm mọi chuyện chuyển lên đầu lão tử sao? Khuynh Quốc là đàn bà của hắn, Khuynh Quốc có việc, hắn có thể mặc kệ sao? Mẹ nó, sớm muộn gì cũng quản, còn không bằng bây giờ quản. Nguyên thần hậu kỳ, lão tử lại sợ không ăn được chắc. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi đừng nói, cái gì cũng đừng nói. Lưu Phong đi lại, thuận thế ôm Lý Hương Quân vào trong lòng, một tay ôm eo nàng, một tay đặt tai bộ ngực bão mãn, khe khẽ xoa xoa, thấp giọng an ủi, chuyện của các ngươi, chính là chuyện của ta. Hôm nay ta trước tiên đã đồng ý, quản hắn là nguyên thần hậu kỳ hay thiên nhân kỳ, việc này ta nhất định quản. Lý Hương Quân nghe vậy, vũ mị cười, ta biết ngươi không phải là cái loại người không nặng tình nghĩa, con người sợ chuyện. Thấy ngươi như vậy, ta đem Khuynh Thành phó thác cho ngươi, cũng tính là yên tâm. Kỳ thật, ta đối với nam nhân luôn luôn đều không có hảo cảm, nhưng là chẳng biết tại sao. Thấy ngươi cũng không tệ lắm, Lý Hương Quân cấp cho Lưu Phong một cái mê hồn thang. A, mỹ nhân tỷ tỷ kỳ thật ngươi cũng không sai a. Bàn tay to của Lưu Phong tùy ý đùa giỡn trên bộ ngực bão mãn của nàng, tùy ý lên tiếng. Cái gì không sai? Lý Hương Quân ngọt ngào cười. Ngực không sai a. Lưu Phong đang ở lúc hưng phấn, tùy ý lên tiếng. Lý Hương Quân căm tức chừng hai mắt, ngươi muốn chết à, còn không buông tay. Lưu Phong lúc này mới rút tay về, xấu hổ cười cười, hiểu lầm, ta cũng không biết sờ. Tốt lắm, sờ cũng bị ngươi sờ rồi, ta cũng không trách ngươi. Chỉ là chờ khi hôn sự của ngươi và Khuynh Thành hoàn thành, ngươi không thể còn phi lễ ta như vậy. Nếu không truyền ra ngoài con rể và trượng mẫu mập mờ, sẽ bị người cười chê. Lý Hương Quân giáo huấn nói, mỹ nhân tỷ tỷ, nếu không người cùng Khuynh Thành đồng thời gả cho ta đi, như vậy các ngươi có thể không cần ra đi. Lưu Phong lớn mật lên tiếng đề nghị. Lý Hương Quân nghe vậy, sắc mặt phát lạnh,
lạnh lùng nói, nam nhân các ngươi đều là một bọn háo sắc, đều nửa thân dưới là động vật. Toàn là dục vọng, ngươi tính coi bên người ngươi đã có nhiều ít bao nhiêu đàn bà. Ta khinh thường việc cùng những người đàn bà khác phân hưởng một nam nhân. Nếu ngươi thật sự muốn ta trừ khi ngươi bỏ hết đàn bà của ngươi. Lưu Phong cười hắc hắc, mỹ nhân tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi còn lại một cường nữ. Bất quá không quan hệ, đợi khi nào ngươi yêu ta, ngươi sẽ tự động tiến vào trong lòng ta. Lý Hương Quân ánh mắt lóe ra, yêu, tình yêu của ta đã chết. Mẹ nó, chờ ngày nào đó ta cho ngươi ăn xuân dược, ngươi sẽ không còn nói như vậy. Lý Hương Quân liếc mắt một cái, tựa như thấy được điều quỷ dị của Lưu Phong, trầm giọng nói, nếu ngươi mạnh mẽ vũ nhục thân thể ta, ta sẽ không chút do dự tự sát. Khuynh Quốc đối đãi ta như mẹ, nếu nàng biết ta bị ngươi bức tử, ngươi ngẫm lại xem có hậu quả gì. Mẹ nó, vị thục nữ tỷ tỷ này quả là khó đối phó. Người đàn bà này không hổ là sư tôn của Khuynh Thành tiểu ma nữ, thủ đoạn quả nhiên thâm sâu. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 549, tiêu diệt thiên chiếu cường đạo đoàn. Thấy Lưu Phong trầm mặc, Lý Hương Quân ra cười thịt không cười hỏi, như thế nào, sợ rồi phải không? Một khi đã sợ thì cũng đừng có ý nghĩ quỷ quái ấy nữa. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự có khả năng làm ta yêu ngươi, ta sẽ không hề cự tuyệt. Nói thật, ta cũng muốn xem thử cảm giác yêu như thế nào. Lưu Phong tự tin cười, mỹ nhân tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không làm nàng thất vọng đâu. Chỉ mong là như thế. Lý Hương Quân đầy thâm ý nói một câu. Tốt lắm, giờ ta đi xem Khuynh Thành, không quấy rầy ngươi nữa. Lý Hương Quân thấy ánh mắt Lưu Phong nhìn mình nóng rực cũng thấy chút ngượng ngùng. Trong lòng thấy bối rối, vội vàng cáo từ. Lưu Phong vội hỏi, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi vẫn còn là xử nữ chứ? Lý Hương Quân thấy nao nao, không nghĩ được Lưu Phong lại dám hỏi loại câu hỏi đó. Nếu có cơ hội, ngươi sẽ biết. Ý, Hương Quân trả lời một câu, lập tức xoay người chạy mất. Lưu Phong dương mắt nhìn mông Lý Hương Quân, lờ mờ thấy nó đung đưa qua lại. Lẩm bẩm, hình như vẫn còn xử. Hữu Long vệ quân đã đến, khiến cho tiến độ tiểu phỉ ở Phong Thành nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay, trừ hai đại cường đạo đoàn chủ lực ở ngoài, bên trong Phong Thành những nhóm cường đạo đoàn, tặc đạo đoàn chống đối một thời gian gần như bị diệt sạch. Trải qua một phen thương nghị, Lưu Phong cùng chỉ huy sứ Hữu Long vệ quân Mã Hạo Kiệt quyết định chia quân tiêu diệt thiên chiếu, dã thú cường đạo đoàn. Nói về hai cường đạo đoàn vẫn còn sót lại này, dĩ nhiên là có hậu thuẫn rất lớn. Lực lượng quân đội của thiên chiếu cường đạo đoàn là do Thiên Hoàng Nhật Bản âm thầm duy trì, lực chiến đấu không hề yếu. Căn cứ vào tình báo mới nhất cho thấy, chủ lực của thiên chiếu cường đạo đoàn nhân số ước chừng khoảng 15 vạn. Mấy năm nay bọn chúng lấy Phong Thành làm cứ điểm, cướp bóc những vùng đất xung quanh, đã thu thập được một lượng tài phú rất lớn. Nhân số dã thú cường đạo đoàn tương đối ít, ước chừng có khoảng 10 vạn người. Chẳng qua tất cả bọn chúng đều là man tử, lực chiến đấu thậm chí vượt quá thiên chiếu cường đạo đoàn. Dưới sự chỉ huy sứ Hữu Long vệ quân Mã Hạo Kiệt có 20 vạn Long vệ quân, đều là những dũng sĩ trải qua thân kinh bách chiến. Cho nên, hắn sẽ phụ trách tiêu diệt dã thú cường đạo đoàn trên một giải thanh thủy. Lưu Phong cùng với thần thánh quân đoàn sẽ đi tiêu diệt thiên chiếu quân đoàn. Trải qua một khoảng thời gian phát triển, nhân số thần thánh quân đoàn đã phát triển rất nhanh đến 3.000 người. Về cơ bản đối phó với 3 đến 4 vạn trọng kỵ binh đã không thành vấn đề. Còn với bộ binh, 10 vạn thực quá nhẹ nhàng. Lo thiên chiếu cường đạo đoàn có 5 vạn trọng kỵ binh, Lưu Phong quyết định mang 4 vạn kỵ binh của thủ bị quân đoàn hợp với thần thánh quân đoàn cùng nhau tiến đến. Sau khi thiên chiếu cường đạo đoàn nhận được lệnh từ trong nước, thật không có cùng Lưu Phong phát sinh xung đột, nhưng lại cố thủ tại bàn cật sơn trong Phong Thành. Sau khi nhận được tin tức thần thánh quân đoàn đến tập kích, đoàn trưởng thiên chiếu cường đạo đoàn Cương Thôn Tiểu Khuyển lập tức hạ lệnh triển khai phòng thủ. Để thăm dò chiến đấu lực của thần thánh quân đoàn của Lưu Phong, Cương Thôn Tiểu Khuyển đặc biệt phái tiểu đội 5.000 trọng kỵ binh tại sơn trại cách đó không xa bày ra trận thức. 5.000 trọng kỵ binh, mỗi người thân mặc giáp đen, dưới khố cũng đều là đại uyển lương câu đắt giá. 5.000 trọng kỵ binh tuy không tính là nhiều, nhưng quả thật là vương bài của Cương Thôn Tiểu Khuyển. Trước kia, hắn đã từng dẫn dắt nhánh tiểu phân đội này, đánh bại bộ binh quân đoàn gấp 10 lần số lượng của mình. Cương Thôn Tiểu Khuyển tràn đầy tin tưởng khi nhìn thấy tiểu phân đội kỵ binh âu yếm của mình
trên mặt lộ ra một nét cười đắc ý. Lúc hoàng hôn, Lưu Phong dẫn đầu 3.000 quân thần thánh. Quân đoàn sớm đi đến Bàn Cật Sơn là nơi Thiên Chiếu quân đoàn chiếm đóng. Đối mặt với 5.000 trọng lỵ binh của quỷ tử, Lưu Phong cười khinh miệt, lúc này ra lệnh cho Đan Hùng, nói cho các tướng sĩ của ngươi, cẩn thận một điểm, chỉ giết người, không được làm thương ngựa. Lưu Phong liếc mắt nhìn lũ ngựa mà mỗi con đều là loại 1 trong 100 mới chọn được. Hắn còn muốn dùng những con ngựa này để kiến trọng thủ bị quân thành trọng kỵ binh, vạn nhất chúng chết, ai bồi thường đây? Đan Hùng vội xoay người, nói, các vị, lão đại có lệnh, chỉ được giết người, không làm bị thương ngựa. Nếu ai không cẩn thận làm bị thương ngựa, quay về xem ta làm sao thu thập hắn. Đan Hùng khi ra lệnh có sử dụng linh lực, cho nên thanh âm truyền ra rất xa. Ngay cả 5.000 kỵ binh quỷ tử đối diện cũng đều nghe được rõ ràng. Cương Thôn Tiểu Huyền gầm lên một tiếng, bát giác, thằng danh Lưu Phong, khinh người quá đáng. Cương Thôn Tiểu Huyền quân đao vung lên, mặt lạnh ra lệnh, trọng kỵ binh nghe lệnh, giết mấy thằng hoa hạ tự cao tự đại này cho ta. Cương Thôn Tiểu Huyền cho rằng 3.000 quân của Lưu Phong cùng 5.000 quân của mình đối kháng chẳng khác gì tìm chết. Dù gần đây thanh danh thần thánh quân đoàn rất có tiếng vang tại Phong Thành, dù hắn nghe nói thần thánh quân đoàn có chiến tích huy hoàng 1 đánh bại 10. Nhưng vương bài kỵ binh của hắn Cương Thôn Tiểu Huyền cũng không kém, chiến tích 1 đối 10 chưa phải là chưa có. Đáng tiếc, hắn đã tính sai một điểm. Tuy đồng dạng đều là 1 đối 10, nhưng Lưu Phong 1 đối với 10, 10 đây là trọng kỵ binh. Còn 10 của Cương Thôn Tiểu Huyền lại là bộ binh, giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Theo ta lên, giết mấy thằng hoa hạ này. Cương Thôn Tiểu Huyền giết địch rất anh dũng, dưới tình huống bình thường, hắn luôn dẫn đầu cuộc tấn công. 5.000 thớt chiến mã hí vang, chở chủ nhân chạy nhanh về trước, đại uyển lương câu quả nhiên không tồi. Rút đao, Cương Thôn Tiểu Huyền cao giọng quát. 5.000 kỵ binh đồng thời rút quân đao đeo bên hông, đồng thời hét lớn một tiếng, sát. Một cỗ túc sát khí nhất thời tản ra. Lưu Phong cùng Đan Hùng vẫn cười nói như trước, đối mặt với cuộc tấn công của Cương Thôn Tiểu Huyền, bọn họ tựa hồ thực không để trong lòng. Đánh giặc mà, đâu phải ai mồm to là có khả năng giành chiến thắng. Đến khi 5.000 trọng kỵ binh của Cương Thôn Tiểu Huyền nhanh chóng tiếp cận thần thánh quân đoàn, Đan Hùng mới hạ lệnh giết địch, cẩn thận ngựa của lão đại, còn lại toàn bộ quỷ tử giết hết. Lưu Phong cười nói, toàn thể binh lính, thời điểm kiến công lập nghiệp đến rồi, xông lên. Ra lệnh một tiếng, 3.000 thần thánh quân đoàn nhất thời quất ngựa vọt tới. Chỉ một đợt tấn công, trận hình của 5.000 trọng kỵ binh của Cương Thôn Tiểu Huyền đã hỗn loạn không chịu nổi, từng hồi tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cương Thôn Tiểu Huyền kinh hãi phát hiện, vốn là kỵ binh đại chiến, chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành đơn phương giết hại. Truyền thuyết thần thánh quân đoàn là liêm đao của tử thần, hiện tại xem ra nói quả không sai. Những binh sĩ ngày thường cường hãn, đang ở dưới đao của thần thánh quân đoàn từng người chết đi. Thấy tình thế không ổn, Cương Thôn Tiểu Huyền vội vàng quay ngựa lại, trong lúc hỗn loạn chạy khỏi vòng chiến, trốn vào trong công sự của thành lũy. 3.000 thần thánh quân đoàn vốn là có thể đối địch 3 vạn trọng kỵ binh. Cho nên, đối mặt 5.000 quỷ tử kỵ binh chỉ có thể là đơn phương giết hại. Thời gian không dài, 5.000 người đã hoàn toàn bị giết hại không còn một mống. Xung quanh trừ tiếng ngựa hống vang lên, còn tất cả đều là thi thể quỷ tử. Mà thần thánh quân đoàn của Lưu Phong lại không hề có thương vong. Đối mặt với chiến huống như vậy, Cương Thôn Tiểu Huyền cùng thuộc hạ sợ đến ngây người. Trên đời sao lại có quân đội như vậy? Lưu Phong hướng về cửa lớn của sơn trại đang đóng cười lạnh một tiếng, lúc này hạ lệnh đem 5.000 chiến mã bắt về. Đánh nhau xong, chiến lợi phẩm tự nhiên là phải thu. Huống hồ đại uyển lương câu còn không phải là chiến lợi phẩm bình thường. Lưu Phong thực không có vì thắng lợi trận này mà cảm thấy tự thỏa mãn. Dù sao dưới Cương Thôn Tiểu Huyền có 15 vạn đại quân. So với 15 vạn, 5.000 người chết tựa hồ cũng chẳng thấm vào đâu. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không biết 5.000 người này chính là tinh anh bộ đội trong thuộc hạ của Cương Thôn Tiểu Huyền. 5.000 người mất mạng đã làm thành viên Thiên Chiếu Cường Đạo mất một phần lòng tin. Từ xưa tới nay, 5.000 người này là cột chống tinh thần của chúng, là thần thoại bất bại. Hôm nay thần thoại này đã bị thần thánh quân đoàn của Lưu Phong vô tình đập nát, 3.000 người xóa sổ 5.000 người nhưng không hề tổn thất một người. Dù là những người đã lăn lộn qua sinh tử giang hồ tại Phong Thành lâu năm, cũng không có gặp qua quân đoàn khủng bố như thế. Đương nhiên, bọn họ càng không biết, nếu muốn làm thần thánh quân đoàn của Lưu Phong có thương vong,
nhất thiết phải có binh lực nhiều gấp mười mấy lần. Nói cách khác, Cương Thôn Tiểu Huyền phái 3 vạn trọng kỵ binh xuất chiến mới có thể làm thần thánh quân đoàn xuất hiện chút thương vong. Nhưng cái giá Cương Thôn Tiểu Huyền phải trả chính là sự diệt vong của 3 vạn trọng kỵ binh. Nghỉ ngơi một chút, thủ bị kỵ binh cùng 4 vạn người theo sát đã tới. Nhìn thấy quỷ tử rút lui vào trong sơn trại, Lưu Phong cảm thấy một trận căm tức, mẹ nó, đây là tác phong của cường đạo sao chứ? Mỗi thằng các ngươi đều là rùa đen rụt đầu. Thử chọc ngoáy, đá xoáy đủ đường, thế mà quỷ tử như trước vẫn tuyệt không xuất chiến. Lưu Phong gầm lên một tiếng, thét, mẹ nó, bắn cho ta. Thần thánh quân đoàn lập tức lui về sau trăm thước, cầm lấy cung tiễn trên người, hướng quỷ tử trong sơn trại bắn tới. Cương Thôn Tiểu Huyền cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, lũ hoang tưởng, khoảng cách xa như vậy nhìn xem ngươi bắn như thế nào. Cương Thôn Tiểu Huyền dùng ánh mắt của một quân nhân chuyên nghiệp đánh giá, song phương tịnh không có trình độ bắn nhau như thế. Nhưng, việc lạ lại lần nữa đã xảy ra, 3.000 mũi tiễn vũ bất ngờ bắn tới. Tên đấy, cẩn thận a! Quỷ tử phụ trách cảnh giới vội đứng dậy, phất cờ báo động. Xoát xoát, theo một tiếng rít phá không, nhiều kẻ bị tên bắn trúng người, đau đến mức thét lên. Một ít thậm chí là mất mạng tại chỗ. Trận doanh phòng thủ của Thiên Chiếu Cương Đạo Đoàn nhất thời lâm vào một mảnh hỗn loạn. Cương Thôn Tiểu Huyền vội tổ chức cung tiễn bắn lại, nhưng khoảng cách xa như vậy, căn bản là không có biện pháp bắn trúng thần thánh quân đoàn, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn. Dần dần, thương vong mở rộng, một ít cường đạo sợ chết bắt đầu chạy về phía sau. Cương Thôn Tiểu Huyền thở gấp, nhịn không được lớn tiếng mắng, truyền lệnh xuống, kẻ nào lâm trận lùi bước, chết. Lập tức, Cương Thôn Tiểu Huyền liên tục chém chết mấy cường đạo chuẩn bị lui về sau. Quả nhiên, dưới tác dụng của giết một đe trăm, lũ cường đạo của Cương Thôn Tiểu Huyền dần ổn định lại, thiết lập tấm chắn bắt đầu phòng thủ hữu hiệu. Cương Thôn Tiểu Huyền tại Phong Thành trà trộn lâu như vậy, quả nhiên có đạo dùng binh, quân tâm rất nhanh ổn định. Chỉ là cung tiễn thủ của thần thánh quân đoàn mỗi người đều không thường, thủ hạ Cương Thôn Tiểu Huyền vẫn như trước bị bắn chết như thường. Thần thánh quân đoàn đánh sâu vào. Mắt thấy quỷ tử không rời ổ, Lưu Phong cũng không muốn tiếp tục đánh như vậy, thừa dịp bọn chúng quân tâm đại loạn, chuẩn bị mạnh mẽ xông vào. Chỉ cần phá vỡ lớp phòng thủ, mọi chuyện đều tốt hết. Mục tiêu của thần thánh quân đoàn là 5 vạn trọng kỵ binh của Cương Thôn Tiểu Huyền, cho nên đám bộ binh này dĩ nhiên là giao cho 4 vạn thủ bị kỵ binh theo sau. Mắt thấy thần thánh quân đoàn của Lưu Phong anh dũng lao tới, Cương Thôn Tiểu Huyền vội hét, cung tiễn thủ, bắn cho ta. Lập tức, cung tiễn thủ của cường đạo đoàn liền triển khai công kích, 5.000 cung tiễn thủ chia làm 2 đội thay nhau bắn, một rừng vũ tiễn bay ra ngoài. Lưu Phong khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, gọi đan hùng bên người lại phân phó một tiếng, tản ra đánh sâu vào. Ra lệnh một tiếng, 3.000 kỵ binh thần thánh quân đoàn đột nhiên phân thành 3 đội, phân ra một đội sang trái, một đội sang phải. Phân ra xong, lối bắn tập trung của tiễn thủ cường đạo đoàn mất đi hiệu quả, rất nhiều vũ tiễn rơi xuống đất trống, chỉ có rất ít bắn trúng kỵ binh thần thánh quân đoàn. Mặc dù trúng tiễn, kỵ binh thần thánh quân đoàn cũng không một tiễn mất mạng. Dù sao bọn họ không phải người thường, mặc kệ là phượng vệ hay là hắc ám võ sĩ, thân thể bọn họ cường độ đều vượt xa thường nhân. Trừ phi là bắn trúng tim, nếu không tuyệt đối sẽ không tạo thành tử vong. Vài kỵ binh thần thánh quân đoàn, đại đao trong tay vung lên, chặt đứt bắp chân chúng tên, cũng không hề bạt mũi tên, tiếp tục tiến về phía trước. Sự cường hãn dũng cảm của thần thánh quân đoàn làm Cương Thôn Tiểu Huyền trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ, hắn mới chân chính lĩnh hội được sự lợi hại của thần thánh quân đoàn. Không thể không thừa nhận chiến tích bất bại của thần thánh quân đoàn, không phải là từ miệng mà ra, mà là từ đại đao trong tay chém giết sinh ra. Chương 550, Đại công cáo thành, kiến thiết kinh tế trung tâm. Lưu Phong âm thầm quan sát tình huống chiến trận, đối với biểu hiện của thần thánh quân đoàn rất là hài lòng, như vậy nguồn tài lực vật lực đầu tư cũng quả nhiên không phải phí phạm. Ra lệnh cho cung tiễn thủ, tự do xạ kích. Nhìn thấy thần thánh quân đoàn của Lưu Phong sắp tiến nhập sơn trại, Cương Thôn Tiểu Huyền vội vàng thay đổi mệnh lệnh, để cho cung tiễn thủ tự do xạ kích nhằm giữ thế cân bằng. Đáng tiếc đã quá muộn, với khoảng cách này, khả năng phát huy của cung tiễn thủ đã không còn tác dụng lớn. Cương Thôn Tiểu Huyền cắn răng, hận hận nhìn thần thánh quân đoàn, dùng sức huy quân đao, hét lớn một tiếng, mọi người không nên hoảng hốt, chuẩn bị chiến đấu, đừng quên chúng ta có 15 vạn đại quân.
Lúc này Lưu Phong cưỡi chiến mã đi tới, phía sau là Đan Hùng cùng mấy ngàn kỵ binh thần thánh quân đoàn, với tốc độ cực nhanh tiến đến Đại Môn Sơn trại. Lưu Phong xuất ra nhuyễn kiếm, dùng bốn thành lực lượng huy vũ xuất ra một đạo bạch sắc kiếm quang, mạnh mẽ đánh tới làm cho đại môn nọ tan thành bụi phấn, thần thánh quân đoàn thuận lợi tiến nhập sơn trại. Tại phía trước, kỵ binh đích xác đã cùng cường đạo giao phong. Hắc Vân biểu hiện phi thường dũng mãnh, hắn không phải tu chân nên không phải cố kỵ thiên phạt, xuống tay chẳng những tàn nhẫn, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mỗi lần lợi kiếm màu đen chém ra, đều có mấy tính mạng bị kết thúc, rất nhanh toàn thân hắn đã bị che kín bởi màu huyết, giống hệt sát thần. Những cường đạo vây quanh hắn vốn đã sớm tản ra, không ai dám cùng sát thần Hắc Vân đối quyết. Ngoại trừ Hắc Vân ở ngoài, còn lại kỵ binh thần thánh quân đoàn cũng rất cố gắng. Lưu Phong đối với quân công đích thị thưởng rất hậu, bởi vậy bọn họ ai cũng muốn giết nhiều quỷ tử, lập nhiều quân công. Mấy ngàn người trong sự bao vây hơn 10 vạn nhân thủ coi không ra gì, sức ảnh hưởng của họ quá lớn. Rất nhanh, trận doanh của cường đạo đã bị đánh loạn. Lúc này, 4 vạn kỵ binh thủ bị quân cũng vọt tới, cùng thần thánh quân đoàn kỵ binh hội tụ. Dần dần hình thành trận thế bao vây thật lớn, từng bước thu hẹp không gian của cường đạo, ý đồ đưa bọn chúng vi sát. Đại nhân, chạy thôi, các huynh đệ không kiên trì được nữa rồi, một người tiểu đầu mục dừng lại, đối diện với Cương Thôn Tiểu Huyền nói. Thần thánh quân đoàn thật sự quá lợi hại, nếu chúng ta tiếp tục chống cự, e rằng toàn quân sẽ bị diệt. Hỗn trướng, ngươi gây loạn quân tâm, xem ta giết ngươi. Cương Thôn Tiểu Huyền tức giận quát một tiếng, làm bộ muốn giết tên tiểu đầu mục kia. Tiểu đầu mục kia thấy vậy cũng không sợ chết, quật cường nói, đại nhân, cho dù ngươi giết ta, ta cũng phải nói. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của thần thánh quân đoàn, chúng ta tạm thời tiên rút lui về Man Quốc cảnh nội, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi ngàn vạn lần không được chỉ nghĩ tới chuyện trước mắt. Cương Thôn Tiểu Huyền có chút thở dài nói, Đông Điều Vô Nhị, ngươi theo ta đã bao lâu? Tiểu đầu mục nói, bẩm đại nhân, 10 năm. Đúng vậy 10 năm. Cương Thôn Tiểu Huyền buồn bã nói, thời gian trôi đi thật nhanh, nháy mắt cùng ta đã ở tại Phong Thành mấy chục năm thời gian, ta không cam lòng à. Cương Thôn Tiểu Huyền lớn tiếng nói, 10 năm, chúng ta đã có cứ điểm tại đây, tung hoành tứ hải, Hoa Hạ, Man Quốc, Cao Lệ, không nơi đâu không có thân ảnh chúng ta. Chúng ta chính là cường đạo đoàn cường đại nhất ở Phong Thành. Vài chục năm, chúng ta đã có gia nghiệp lớn như vậy, ngươi bảo ta tự trở về như vậy, ta thật sự không cam lòng. Hơn nữa, bị mất Phong Thành ta trở về cũng sẽ chết. Đại nhân, tình huống có biến, ta nghĩ Hoàng đại nhân sẽ hiểu cho chúng ta. Cương Thôn Tiểu Huyền nghe vậy không có nói nữa, mà nhìn thảm trạng xung quanh, lạnh nhạt nói, đã muộn rồi, chúng ta đi không được. Lưu Phong sẽ không để cho chúng ta rời đi. Thần thánh quân đoàn mặc dù nhân số không nhiều lắm nhưng lại thừa khả năng khống chế 5 vạn trọng kỵ binh cường đạo, hơn nữa lại còn 4 vạn thủ bị kỵ binh, cũng kiên trì không được bao lâu. Cương Thôn Tiểu Huyền cả đời chinh chiến vô số, kinh nghiệm rất nhiều, hắn biết ngày hôm nay chính là ngày kết thúc của cường đạo đoàn. Đối mặt với tình huống như vậy, hắn không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, cho dù muốn đào thoát cũng không thể. Xung quanh hắn chỉ có thể tề tựu không tới 2.000 kỵ binh, với binh lực như vậy muốn phá vòng vây căn bản không có khả năng. Vì Thiên Hoàng, ta huyết chiến tới cùng, Cương Thôn Tiểu Huyền cắn cắn môi, rốt cục hạ quyết tâm, hắn là cường đạo đoàn đoàn trưởng, là võ sĩ được Thiên Hoàng bệ hạ khâm điểm. Cho dù chết, hắn cũng muốn chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Đông Điều Vô Nhị khóc hô, đại nhân, không nên xúc động, chúng ta chạy đi thôi. Chỉ cần Thiên Chiếu cường đạo đoàn chúng ta chừa chút lực lượng, chúng ta còn có thể phục hồi. Đông Điều Vô Nhị, ngươi mang theo 2.000 tinh anh phá vòng vây. Cương Thôn Tiểu Huyền thân mang trọng giáp, lập tức hướng Đông Điều Vô Nhị nói, ta là võ sĩ do Thiên Hoàng bệ hạ khâm điểm, ta không thể để bệ hạ mất thể diện. Ngươi mang theo các huynh đệ phá vòng vây. Nếu các ngươi thành công, phải đi Man Quốc, tìm nơi nào đó làm cứ điểm tích chút tài phú. Trong vòng 10 năm, Thiên Chiếu cường đạo đoàn nhất định lại quật khởi. Huyết cừu này, tự do ngươi hoàn thành. Đông Điều Vô Nhị thống khổ thở dài một tiếng, lập tức quát, các huynh đệ theo ta phá vòng vây. Cương Thôn Tiểu Huyền nhìn chằm chằm Lưu Phong ở xa xa, lập tức dụng quân đao trong tay đánh phách chiến mã một chút, chiến mã nhất thời rít, gào một tiếng, bốn vó bay lên không, thẳng hướng Lưu Phong phóng tới. Lúc này cường đạo của Thiên Chiếu cường đạo đoàn đã bị thần thánh quân đoàn cấp sát.
Mặc dù nhân số Thiên Chiếu Cường Đạo Đoàn vẫn như trước chiếm ưu thế, nhưng là bọn hắn niềm tin đã mất, vốn tự không thể nào cường hãn nữa, chiến đấu lực tiêu giảm không ít. Đại bộ phận cường đạo đã nổi lên sự khác biệt nho nhỏ, bọn họ canh làm thế nào để tìm đường chạy trốn mà không phải chiến đấu chống cự. Chiến đấu đến tận bây giờ, người nào cũng biết tại tràng chiến đấu này, Thiên Chiếu Cường Đạo Đoàn đã thua. Chính là, lũ cường đạo sau một lúc cố gắng, thật bi ai khi phát hiện, lúc này chính mình muốn chạy trốn cũng không được, thần thánh quân đoàn cùng thủ bị quân đoàn 4 vạn kỵ binh đã bao vây họ. Rất rõ ràng, địch nhân muốn tiêu diệt, một người cũng không tha. Đã từng có thời gian, bọn họ đồng dạng giống như vậy, khi đó, trong lòng kích động, quân đao xẹt qua, một đầu người sẽ rơi xuống. Chính là hôm nay, nạn nhân đã thay đổi, bị giết chính là bọn họ. Các huynh đệ, Thiên Chiếu Đại Thần sẽ phù hộ chúng ta thắng lợi. Sát A, vì Thiên Hoàng Bệ Hạ, ta sẽ giết ngươi, giết sạch địch nhân này. Cương Thôn Tiểu Khuyển giống như phát điên, vuốt chiến mã, một đường chạy thẳng, ủng hộ sĩ khí của đám cường đạo. Quả nhiên, một ít cường đạo mất đi niềm tin, chứng kiến đoàn trưởng anh dũng giết địch, sĩ khí nhất thời dâng cao. Bọn họ là thủ hạ dưới tay Cương Thôn Tiểu Khuyển, đối với bản lãnh Cương Thôn Tiểu Khuyển hiểu rất rõ, bọn họ tin chắc, Cương Thôn Tiểu Khuyển chắc chắn có biện pháp. Nhưng bọn chúng tựa hồ đã quên mất rằng địch thủ của bọn chúng là thần thánh quân đoàn. Lưu Phong đứng xa xa nhìn Cương Thôn Tiểu Khuyển nói với Đan Hùng, lên, giết tiểu quỷ đầu này cho ta. Đan Hùng lĩnh mệnh, lập tức nhảy lên ngựa, chuẩn bị nghênh chiến. Cương Thôn Tiểu Khuyển tựa hồ cũng nhận thấy mục đích của Đan Hùng, cười lạnh một tiếng thúc chiến mã trực tiếp vọt lại, vuốt chiến mã, quát lớn, sát. Rất nhanh hai người tại nửa đường gặp nhau, hơn nữa đoàn binh giao tiếp phanh một tiếng, Đan Hùng dùng bảy thành lực lượng cư nhiên cùng Cương Thôn Tiểu Khuyển ngang tay. Ngươi cũng là hắc ám võ sĩ, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, có ý tứ, Đan Hùng mỉm cười, trong lòng chiến ý đại thịnh. Cương Thôn Tiểu Khuyển quát to, đi tìm chết sao? Đừng xem Cương Thôn Tiểu Khuyển ngoài miệng quát rất hung, kỳ thật trong lòng đã sớm kinh hãi không thôi. Một kích vừa rồi, hắn đã dùng toàn lực, nhưng không đả thương đối phương được chút nào, có thể thấy được đối thủ rất mạnh mẽ. Hơn nữa hắn còn lo lắng, đối thủ tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Đan Hùng phóng xanh cuồng tiếu, với lực lượng ấy của ngươi, muốn đấu với ta còn thiếu chút hỏa hầu. Cương Thôn Tiểu Khuyển khinh thường quát nhẹ một tiếng, lập tức huy vũ quân đao trong tay tiến tới. Đan Hùng khinh miệt nhìn thoáng qua Cương Thôn Tiểu Khuyển cười nhạo, lão đại nói quỷ tử chính là, có điểm không tốt này ấy, cả ngày chỉ biết tinh thần võ sĩ đạo chó má. Kỳ thật chỉ là một đám thất phu. Nghe đối phương vũ nhục tinh thần võ sĩ đạo của chính mình, Cương Thôn Tiểu Khuyển mắt hiện những tơ máu, khàn giọng quát, huy vũ quân đao, thúc ngựa vọt lại. Mẹ nó, tiểu quỷ tử, xem ông nội chém đầu mi như thế nào. Đan Hùng thi triển chín thành lực lượng, trong nháy mắt đánh bật quân đao của Cương Thôn Tiểu Khuyển, sau đó nhanh chóng điệu chuyển trường kiếm, với tốc độ cực nhanh thôi phát một đạo kiếm quang. Chỉ nghe soạt một tiếng, Cương Thôn Tiểu Khuyển tránh né không kịp, đầu trực tiếp đã bị cắt bay, một cỗ nhiệt huyết phun ra, mà thứ rơi trên đất chính là thủ cấp, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Như thế nào không cam lòng? Thế giới này chính là dựa vào thực lực. Đan Hùng lập tức phi ngựa tiến lên, dụng trường kiếm thiêu khởi thủ cấp Cương Thôn Tiểu Khuyển, cao giọng quát, Cương Thôn Tiểu Khuyển đã chết, quỷ tử các ngươi còn không đầu hàng thì đợi đến khi nào? Trong khi nói, Đan Hùng đã vận đến linh lực, cho nên cả chiến trường dù là cường đạo hay thần thánh quân đoàn đều nghe được rõ ràng. Nhất thời quân tâm của Thiên Chiếu Cường Đạo Đoàn đã hoàn toàn bị đánh đổ. Không có chủ tướng điều phối cùng ước thúc, chiến trường đã hoàn toàn rối loạn. Không có gì phải lo lắng về chiến trận, ngoại trừ 5 vạn tù binh ở ngoài, Lưu Phong chỉ huy đại quân cơ hồ giết hại gần 10 vạn quân cường đạo. Thống kê sau trận đánh, thần thánh quân đoàn có 2.000 binh lính bị thương, 300 người tử vong. Thủ bị quân 4 vạn có 1 vạn 5.000 người bỏ mạng, còn lại là bị thương. Hiển nhiên thương vong thảm trọng, đương nhiên cũng lấy được chiến quả thật là lớn. Ngoại trừ số lượng lớn trang thiết bị dành cho quân sự, Lưu Phong từ trong mật thất sơn trại còn tìm được 200 vạn lạng bạc. Tổng thể mà nói, tràng chiến tranh này, lợi ích mà Lưu Phong thu được cũng thật là lớn. Vài ngày sau, Tư Mã Hạo Kiệt xuất lĩnh Hữu Long vệ quân cũng nỗ lực đại chiến với 8 vạn quân, hoàn thành việc trừ bỏ dã thú cường đạo đoàn. Đồng dạng, bọn họ cũng thu hoạch được mấy trăm vạn lượng bạc. Vốn Lưu Phong muốn thu hồi số bạc này, nhưng là Tư Mã Hạo Kiệt chết sống cũng không đồng ý,
nói muốn ra chúc phủ tuất cho các tướng sĩ đã bỏ mình. Vài ngày sau, tin tức truyền tới kinh đô, quân bộ lại từ các nơi điều tinh binh, bổ sung vào số Hữu Long vệ quân thương vong, khiến cho quân số như trước bảo trì 20 vạn. Rõ ràng, Hữu Long vệ quân tồn tại là để kiềm chế Lưu Phong, binh lực bọn họ tuyệt đối không thể đi xuống, hơn nữa trang bị cùng cấp dưỡng cũng là đầy đủ nhất. Đối với điều này, Lưu Phong cũng rất hoan nghênh. Theo như hắn nghĩ, cánh quân này sớm muộn cũng là của lão tử. Cùng với việc hai cường đạo đoàn bị diệt, việc cường đạo tặc đạo uy hiếp phong thành cũng đã được giải trừ, chính thức tiến vào thời kỳ hòa bình kiến thiết. Lưu Phong một bên tích cực phát triển quân đội, một bên kiên trì kiến thiết kinh tế trung tâm, lực lượng phát triển, không ngừng hấp dẫn dân chúng từ các nơi đến phong thành định cư. Dần dần, nhân khí phong thành chậm rãi tăng lên thịnh vượng. Căn cứ thống kê mới nhất của Phủ Tổng đốc, trước mắt, dân chúng phong thành đã đạt tới 500 vạn. So với các thành thị Hoa Hạ đế quốc trung đẳng bình thường cũng không thua kém. Đương nhiên, mục tiêu của Lưu Phong không phải thành thị nhị lưu, hắn hy vọng phong thành có thể trở thành thị trung tâm của các thành thị. Sau khi giải quyết sự uy hiếp của cường đạo cùng tặc đạo đoàn, kế tiếp chính là sự uy hiếp của quỷ hồn chiến trường cổ xưa. Có thể bởi phong thành gần đây giết chóc quá nhiều, gần lang yết, thậm chí cả phong thành chuyện quỷ náo loạn càng ngày càng nghiêm trọng, chuyện đã tới nước không thể không giải quyết. Lưu Phong một mực chờ đợi Tam Sư Tôn hiện thân, hy vọng nàng giúp đỡ, nhưng là không biết tại sao gần đây Tam Sư Tôn như là hoàn toàn biến mất, một chút hơi thở cũng không cảm ứng được. Thời gian không đợi con người, Lưu Phong chuẩn bị 3 ngày sau, mang theo Hắc Vân, Thiên Đại, Đan Hùng, Tố Nương, Lý Hương Quân, Khuynh Thành cùng đi đến chiến trường thượng cổ lưu lại quỷ hồn. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.